là once opened. Được chưa? Chúng ta sẽ nhìn thấy chỗ này. Chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ nhìn thấy cái từ once này. Đó. Được chưa? Nó là từ nối, nó chỉ về thời gian khi hoặc là sau khi. Được chưa? Chúng ta là tiếp theo, chúng ta đã có một cái động từ. Động từ này chúng ta nhìn thấy là âm đuôi là ed, đúng không? Âm đuôi là ed, tức là nó ở dạng là past participle, tức là đang ở thể bị động. Đây chúng ta thấy, chúng ta rút gọn này, được chưa? Once opened tức là sau khi được mở, được chưa? Khi mở, sau khi được mở ra thì họ kêu chúng ta là gì? Hãy giữ nó trong cái phần lạnh nhất của tủ lạnh, tức là trong ngăn đông, được chưa nào đó, và sử dụng trong vòng 5 ngày mà thôi. Khi mở ra rồi thì muốn bảo quản nó, muốn giữ nó để sử dụng tiếp thì phải để trong ngăn đông, cái thứ nhất. Thứ hai là chỉ được sử dụng trong vòng bao nhiêu đây? Trong vòng 5 ngày mà thôi. Đó, đây là cái thông báo của cái phần của chúng ta. Thì chúng ta coi thử câu A là gì đây? Sản phẩm chỉ có thể tồn tại 5 ngày sau khi được mở. Sau khi mở. Được chưa? Last là kéo dài đó. Kéo dài được trong vòng 5 ngày thôi. Đó là câu A. Câu B là gì đây? Sản phẩm nên được bảo quản trong tủ lạnh ngay lập tức. Immediately là ngay lập tức. Được chưa? Đó. Câu C là gì? Sản phẩm như thế nào đây? Không cần phải giữ ở chế độ mát, đúng không? Mà giữ ở ngăn mát. Thì chúng ta thấy câu C chúng ta không chọn, vì họ kêu là doesn't have to be kept là không đúng, đúng không nào? Tiếp theo họ kêu chúng ta là sản phẩm này như thế nào đây? Phải được bảo quản trong tủ lạnh ngay lập tức, không đúng. Đề bài cho là khi mở ra rồi thì mới cần được bảo quản trong tủ lạnh mà thôi, đúng không nào? Đó, vậy chúng ta thấy câu đúng của chúng ta trong câu này như bạn Trường chọn là chính xác, đó là câu A. Đó, sau khi mở ra thì sản phẩm của chúng ta chỉ sử dụng được kéo dài nhất là trong vòng 5 ngày mà thôi. Chỉ tồn tại trong vòng 5 ngày mà thôi. Được chưa nào? Rồi, chúng ta xong câu đầu tiên. Được chưa? Rồi, chúng ta qua tiếp cho cô câu số 2. Đọc thật kỹ và chọn câu số 2 nè. Sinh cũng chọn cho cô là câu C. Trì cũng chọn câu C. Ok, rồi chúng ta coi thử. We accept cash này đó. Ở đây chúng tôi chấp nhận cả gì đây? Cash là tiền gì đây? Tiền mặt. Đúng không? Cash là tiền mặt nè. Đó, chúng ta chú ý nha. Set là gì đây? Set là gì đây? Là cái set đó, đúng không? Set nè, đó. Và gì, tất cả các loại thẻ tín dụng khác. Được chưa? Credit card. Đó, ở đây chấp nhận hết. Dùng cái gì trả tiền cũng được. Được chưa? Câu A họ nói chúng ta là gì? Chúng ta thấy câu A chúng ta có refer to là thích hơn, được chưa? Đó, tức là sao đây? Chúng tôi muốn bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hơn hoặc tín dụng hoặc là bằng tiền mặt, đúng không nào? Đó, thích bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc là tiền mặt hơn. Được chưa? Đó là không đúng, đúng không? Là nó thấy hoàn toàn khác với cái đề bài. Câu thứ hai họ kêu chúng ta là cái gì đây? Bạn phải có thẻ tín dụng set cũng như là tiền mặt đó, họ kêu chúng ta là must. Là khi vào đây là bắt buộc phải có cả ba thứ này. Được chưa? Đó là câu B. Còn câu C họ nói với chúng ta là gì? Bạn có thể thanh toán bằng, thứ nhất là cái gì đây? Có thể bằng thẻ tín dụng nè, bằng sếp nè, hay là bằng tiền mặt đều được. Đó, vậy chúng ta thấy, nó đọc lên chúng ta thấy rõ ràng của chúng ta là câu C, đúng không? Nó thỏa được cái yêu cầu. Câu C, không có gì bàn cãi hết, đúng không nào? Rồi, chúng ta qua tiếp cho cô câu số 3. Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của Sinh. Câu số 3, Sinh cũng chọn là câu C. Sinh cũng chọn là câu C. Tôi coi thử có bạn nào khác chọn câu khác không? Bạn Đạt cũng chọn là câu C. Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của Đạt cũng là câu C. Rồi, chúng ta coi thử đối với câu C này. Đối với câu, xin lỗi, đối với câu 3 này, đúng không? Thì nó có câu hỏi. Đó, và chúng ta phải đọc câu hỏi. Câu hỏi hỏi chúng ta cái gì đây? Why, đúng không? Đó. Tại sao, đúng không? David lại phải xin lỗi Maria, đúng không nào? Đó là câu hỏi của bài. Giờ chúng ta đọc coi thử. Cái này được gửi từ bạn Maria. Cô xin lỗi, đến bạn Maria, được gửi từ bạn David, đúng không? Họ nói cái gì đây? I know, đó, thấy chưa? Tôi biết, đó, bạn đã như thế là ask me to fix là nhờ, đúng không? Nhờ hoặc là yêu cầu, đó. Nhờ tôi sửa cho bạn cái máy tính xách tay, cái laptop của bạn, đúng không? Vào ngày thứ bảy này. But I completely forgot. Nhưng tôi hoàn toàn quên mất. Được chưa? Hoàn toàn quên mất. À, quên mất về cái gì đây? Về cuộc họp mà tôi phải đến. Được chưa? Đó. Tôi đọc đầu tiên, tôi đồng ý sửa vào cho bạn vào cái ngày Saturday và ngày thứ bảy. Được chưa? Nhưng lúc đó như thế nào? Đã quên mất là có một cái cuộc họp phải đi rồi. Được chưa? Đó.
Terry, sorry, tôi thật sự là xin lỗi. Được chưa? Rồi chúng ta coi thử câu A, họ nói chúng ta cái gì đây? Anh ấy không thể thực hiện điều mà anh ấy đã hứa. Do the favor, đó, giúp đỡ. Chúng ta học phần này rồi đúng không? Thực hiện điều mà anh ấy đã hứa. Câu B là gì? Anh ấy không có thời gian để sửa cái máy tính sắp tay cho cô ấy. Hasn't had time. Chúng ta thấy rõ ràng câu B là câu này chúng ta loại đúng không? Ngay câu B đọc lên là loại liền đúng không nào? Câu C là gì? Anh ấy sẽ không thể đi họp với cô ấy. Won't be able to go to the meeting with her. Sẽ không thể đi họp với cô ấy, có phải không? Phải là đi họp với cô ấy hay không? Không, câu C đâu có đúng được. Phải là câu A chứ, đúng rồi. Thì chưa, cái này phải là câu A chứ. Đó, hứa thứ bảy sửa cho cái máy tính đúng không? Đó, nhưng mà quên mất là phải có cuộc họp để đi. Thành ra là xin lỗi. Thành ra là câu đúng của chúng ta phải là câu A chứ. Đúng không nè? Rồi, câu A cơ. Ok. Rồi, câu này câu lực luôn đúng là câu A đó. Rồi, chúng ta chuyển sang tiếp câu số 4. Rồi số 4 cô lại nhận được. Ủa Thắng làm luôn câu số 5 rồi hả Thắng? Câu số 4 cô lại nhận câu trả lời của chính là câu C. Của trường cũng là câu C. Còn Thắng của em ta là câu số 5 hả? À câu C, câu số 4. Rồi chúng ta coi thử. Số 4 các bạn được chọn là câu C đúng không? Ở đây chúng ta thấy không khó để chúng ta chọn câu này đúng không nào? À, rồi cô thấy các bạn Luân chọn khác là câu A. Chúng ta coi thử. Đây chúng ta cụm từ parking là đổ xe, đậu xe đúng không? Đó, chúng ta cụm từ maximum tối đa là gì đây? 2 giờ thôi, tối đa là 2 giờ thôi. Và dưới đây là gì? Per hour là 1 giờ, mỗi giờ để số tiền phải trả đây là của mỗi giờ, được chưa? Ấy. Được chưa nào? Rồi mà dưới đây nó có thêm cho chúng ta là gì nữa? The value of parking penalty. Là gì? Đó, có một cái là gì đây? Phạt đúng không? Đó sẽ bị phạt. Đó, giá trị của cái phạt đúng không? Số tiền của khi mà chúng ta bị phạt, phí phạt đổ. Giờ phí phạt đổ xe của chúng ta là giá tiền như thế này. Đó, chúng ta đã hình dung được cái thông báo của nó chưa? Đổ xe là chỉ có 4 giờ đúng không? Đó, mỗi giờ thôi nhưng mà phạt lên tới tuần này luôn. Được chưa? Rồi chúng ta coi thử câu A họ nói với chúng ta cái gì đây? Để đậu được xe ở đây đúng không? To park here for 2 hours. Để đậu xe đây trong vòng 2 tiếng phải tốn ít nhất, at least là ít nhất, đó là 50 bảng. Thì chúng ta thấy rõ ràng sai hoàn toàn đúng không? Cái số tiền này là số tiền bị phạt. Ra câu A chúng ta loại ngay lập tức đúng không nào? Qua câu B thử. Không tính phí đậu xe sau 2 giờ chiều. Ố là hoàn toàn sai với lại cái đề bài cho đúng không? Đó, there are no parking charges, là không tính phí đậu xe đúng không? Sau 2 giờ chiều sai. Đọc xong câu A, câu B sai rồi, chỉ còn mỗi câu C thôi đúng không? Ta coi thử. Bạn phải trả tiền phạt đây. You have to pay a fine. Fine là tiền phạt, được chưa? Trả tiền phạt nếu bạn đổ xe ở đây trong 3 giờ đồng hồ, được chưa? If you park here for 3 hours. Đó, chính xác. Họ kêu chúng ta là gì? Maximum chỉ được 2 tiếng thôi. Đó, thành ra phải trả tiền phạt nếu như đổ xe trong vòng mấy giờ, mấy tiếng này, 3 tiếng là câu đúng của chúng ta, chính xác như các bạn nói đó, được chưa? Chính xác như là bạn Thắng, bạn Chính, bạn Trường. Đó, là câu C. Được chưa? Thấy câu A của mình bị nhầm chưa Luân ơi? Họ kêu chúng ta là phải trả ít nhất là cái này để đổ xe đây, không phải. Được chưa? Đó là câu C. Rồi, tiếp theo chúng ta qua cho cô câu cuối cùng, câu số 5 của phần 1. Rồi. Rồi cô đã nhận được câu trả lời của chính là cô B, của Luân là cô A đó. Ra liền hai câu trả lời khác nhau rồi đúng không? Chúng ta có A, B, C, chính chọn một câu B, Luân chọn một câu A. Rồi có ai chọn C không? Rồi Hương cũng chọn là B. Ok, Triều cũng B, mình Nhân cũng B luôn. Rồi chúng ta coi thử. Cái này là thường hay có trong phòng thi nè, chúng ta hay gặp những cái cụm này nè. Keep silence, giữ trật tự nào, được chưa? Đang trong phòng thi, đang trong quá trình thi đấy, đó. Chúng ta coi thử câu A, họ nói chúng ta là gì đây?
bạn không được nói trong khi kiểm tra, không được nói chuyện, không được trao đổi, được chưa? Không được luôn á, không được, gọi là immersion, là bắt buộc không được nói trao đổi gì đó trong khi làm bài kiểm tra, đúng không? Chúng ta thấy là cái từ exams này là từ viết tắt của từ examination đó, chúng ta chú ý nha. Tiếp theo câu B nói chúng ta là gì đây? Hãy tôn trọng người khác, please respect others, hãy tôn trọng người khác, được chưa? Đó, và giữ im lặng trong khi kiểm tra. Chúng ta có cái phần part during the examination thì phần sau này chúng ta thấy đúng, nhưng mà đằng trước nó kêu chúng ta là hãy tôn trọng người khác thì phần này chúng ta thấy nó không hề có trong cái thông báo, đúng không? Đó, phần đầu không có. Câu C là gì? Không được nói chuyện với giáo viên, không được nói, được trao đổi gì với giáo viên cả. Thì rõ ràng phần C này không hề có trong thông báo luôn, và chúng ta dễ dàng chúng ta chọn được câu đúng của câu này, đó chính là câu A, được chưa? Đó, câu A, được chưa? Đó. Rồi thấy tại sao tụi em chọn câu B nó không đúng không? Bởi vì nó có cái phần đầu respect others, mà trong cái bảng này, trong cái thông báo của chúng ta không có cái gì liên quan tới cái phần gọi là respect others hết, được chưa? Nếu chúng ta chọn được cái này, tức là cái phần sau talk to teacher cũng có thể sử dụng được. Để hiểu không? Đó là chúng ta phải chọn cái nào nó phải đồng nghĩa, song song nó đồng nghĩa với lại cái bảng mà cái phần trước đưa ra cho chúng ta cơ, được chưa? Thành ra cái này đúng nhất của chúng ta là câu A, được chưa? Rồi thỏa mãn chưa? Rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang phần số 2, phần B, phần part 2 nào. Part 2 này của chúng ta cũng có 5 câu, đúng không? Mỗi câu một điểm đó, chúng ta nhớ cho kỹ, được chưa? Họ kêu chúng ta gì đây? Những người dưới đây thì như thế nào đây? Như thế, looking for a place to go on holiday. Đó, tìm kiếm một nơi để đi nghỉ, đúng không? Đi nghỉ đó, được chưa? Và bên kia là gì? Description of 8 places. Đó, lại có 8 cái sự lựa chọn, 8 cái nơi chốn, được chưa? Và cũng như mọi khi, chúng ta coi thử người nào sẽ thích hợp với lại cái nơi chốn nào đó. Và cũng như cái này thì chúng ta phải gạch chân dưới những cái yêu cầu của họ thì chúng ta mới làm được, đúng không? Đầu tiên là bạn Alan, bạn Mike, đó, bạn ấy muốn làm gì đây? Would like to spend some time in seaside town. Đó, ngay cái đầu tiên chúng ta sẽ thấy yêu cầu của bạn là phải là seaside, được chưa nào? Đó, muốn dành thời gian đến những thị trấn ven biển, được chưa? Nơi họ có thể chơi các môn thể thao dưới nước, đó, where they can do water sports, đó, các môn thể thao dưới nước, được chưa? Và được dạy các lặn cơ bản bằng bình khí, được chưa? Còn được như thế nào? Được học cách như thế nào? Some basic diving using an air tank, là bằng bình khí, được chưa? Lặn bằng bình khí cơ, đó. Đây là những yêu cầu của bạn Alan và Mike. Chúng ta nhớ để lát nữa chúng ta chọn cho nó đúng, được chưa? Rồi, tiếp theo là đi xuống bạn stream, bạn ấy muốn cái gì đây? Đó, như thế nào đây? Đang theo hành, cô xin lỗi, đang theo học, đúng không? Studying architecture, được chưa? Architecture, đó. Theo hành ngành kiến trúc, đó, bạn đang theo học ngành kiến trúc. Và bạn ấy thích những kỳ nghỉ mà như thế nào đây? Where he can follow this interest, nơi mà bạn ấy có thể theo đuổi được những cái sở thích này cơ. Đó, tức là bạn ấy phải đi thêm, phải đi những cái nơi nào mà nó có liên quan đến kiến trúc á, đó, thì bạn ấy mới thấy thích, được chưa? Và mà ngoài ra bạn ấy còn muốn làm cái nhựa đạn, làm cái gì nữa đây? Try some thrilling outdoor activities. Đó, bạn ấy còn muốn làm cái gì nữa? Muốn thử một số hoạt động ngoài trời, nhưng mà hoạt động nó phải là gì? Thrilling tức là cảm giác mạnh cơ. Đó, được chưa? Chúng ta chú ý cho cô từ activities này nè, chúng ta sửa lại là số nhiều nha. Chỗ này phải là số nhiều mới đúng chứ không phải là số ít đâu. Đây, activities này chúng ta sửa lại nó là số nhiều nha. Đó, nó mới đúng nha, chứ không phải là số ít đâu, nó là some outdoor activities, đó, nó mới đúng. Rồi, đó, đây là những gì yêu cầu của bạn bạn stream, chúng ta chú ý nha. Đó, bạn ấy thích chơi môn thể thao ngoài trời nhưng mà phải là cảm giác mạnh cơ, được chưa? Còn những môn thể thao ngoài trời nhẹ nhàng như badminton này nọ thì chắc không phải thuộc dạng cảm giác mạnh đâu. Được chưa nào, chúng ta phải chú ý. Rồi tiếp theo chúng ta có bạn Su. À, bạn Su thích cái gì đây? Cần nghỉ ngơi sau khi bạn ấy học hành, làm việc chăm chỉ gì đó, được chưa? Cô ấy không thích đi dạo biển. Wouldn't like, chúng ta chú ý, wouldn't like to go to the seaside, đó. Wouldn't like nha, chúng ta chú ý. Chúng ta phải nhớ cho kỹ đề bài cho chúng ta là wouldn't, được chưa? Thành ra chúng ta đọc chúng ta thấy bạn này cũng thích seaside là coi như chúng ta sai rồi, đúng không? She wants to find a holiday that combines opportunities to meet friendly people. Đó, muốn tham gia một cái kỳ nghỉ mà kỳ nghỉ đó phải combine. Combine là gì đây? Kết hợp,
thì chưa, kết hợp cho bạn được cơ hội, opportunities là cơ hội để thứ nhất là kết bạn, gặp gỡ người khác, đúng không? Đó, gặp gỡ người khác. Và thứ hai là gì nữa? Visit someone than one country. Đó, đến thăm nhiều quốc gia hơn, đúng không? Đó, vừa được gặp gỡ người khác, vừa đến nhiều quốc gia hơn mà bạn lại không thích đi biển. Đó là những cái yêu cầu của bạn Su, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta qua cho cô bạn Alice. Bạn ấy muốn cái gì đây? Muốn đi nghỉ, đúng không? Nhưng mà như thế nào? Short break thôi, một kỳ nghỉ ngắn thôi, được chưa nào? Đó, và kỳ nghỉ ấy cho cái cơ hội để thư giãn, give her the opportunity to relax, để thư giãn. Ngoài ra còn cho cô ấy cái nhìn ở đây, và ngoài ra còn cho cô ấy các nhẫn nghĩ, suy nghĩ lại về ngoại hình cũng như sức khỏe của mình. Đó, và chúng ta coi thử cái kỳ nghỉ nào đó nó hỗ trợ được hai thứ, thứ nhất là vẻ bên ngoài, thứ hai là sức khỏe, ngoại hình và sức khỏe của bạn Alice, được chưa? Đó. Và cuối cùng chúng ta đến bạn Rahul. Bạn muốn cái gì đây? Would like to travel in Australia. Đó, nó ghi rất là rõ. Bạn này thích đi du lịch ở Úc, được chưa? But she has very little money. Nhưng chỉ có một ít tiền thôi. Chúng ta chú ý cái phần little money này. Đó, nhiều khi cái nơi chốn đó cũng là đến Úc, được chưa? Nhưng mà nó lại cho chúng ta là những cái holiday rất là luxury, rất là cao cấp chẳng hạn, thì ta phải chú ý. Thì chưa nào, như là không có nhiều tiền, thích du lịch đến Úc nhưng lại không có nhiều tiền. Vì vậy anh ấy muốn đến một cái nơi nào đó, được chưa, mà nơi đó phải như thế này đây: Wood beach and a lot of activities. Đó, có bãi biển đẹp, bãi biển tốt, bãi biển đẹp, được chưa, và nó có nhiều hoạt động để tham gia để mà anh ấy có thể chơi. Đó, đây là những cái yêu cầu của năm bạn ở trong đây, được chưa nào. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ nhìn, và đây là chúng ta có tổng cộng là 8 cái nơi chốn, đúng không? Và chúng ta sẽ đọc thật kỹ 8 cái nơi chốn này và coi thử là ai sẽ thích hợp với lại cái nơi nào, được chưa? Đó, chúng ta có 7 phút để làm nhanh phần này. Tuần là ngày hôm qua chúng ta học listening là buổi cuối cùng rồi. Hôm nay chúng ta học reading cũng là buổi cuối cùng, được chưa? Qua tuần sau chúng ta chỉ còn lại mỗi cái writing là viết và cái speaking là nói nữa thôi. Nên tuần sau chúng ta sẽ học vào ngày thứ hai, được chưa? Thứ hai, đó, thứ ba, tuần sau đây chúng ta sẽ có thời khóa biểu, và tuần sau chúng ta chú ý để chúng ta học, tuần sau là chúng ta sẽ kết thúc luôn, được chưa nào? Là chúng ta có thứ hai, thứ ba và thứ năm, chúng ta chú ý nha, thứ năm là buổi cuối cùng của lớp luôn, đó, tuần sau chúng ta học thứ hai, thứ ba và thứ năm, được chưa? Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy là cái địa điểm đầu tiên. Họ cho chúng ta là A, Catalonia, được chưa? Power Travel của hãng du lịch là Power Pie, được chưa nào? Họ nói với chúng ta là cái hãng này như thế nào đây? Đây là một kỳ nghỉ phiêu lưu gia đình tuyệt vời, đầy khám phá trong đây, đó, được chưa? Mình dành cho gia đình. Không sao đâu Đạt ơi, cả lớp cũng nghe hết rồi mà cũng không có cái gì gọi là scandal hết, mình cũng không vấn đề gì đâu Đạt à. Rồi, được chưa? Đó, đầu tiên là các family incredible, tuyệt vời, đồng nghĩa wonderful, nó đồng nghĩa với exciting, nó rất là tuyệt vời, được chưa? Và kỳ nghỉ này là dành cho family nè, đó, và kỳ nghỉ này là liên quan tới gọi là cái gì đây? Khám phá phiêu lưu chẳng hạn, được chưa? Đó, nó có rất là nhiều đặc điểm như khám phá nè, đó. Còn về gì nữa đây? Về thiên nhiên, đó, và những hoạt động, được chưa? Và điều này nó dành cho những gia đình nào mà đang như thế nào đây, đang kiếm niềm vui, đúng không? Đang muốn có niềm vui, đã tìm kiếm niềm vui, muốn có các cuộc phiêu lưu thú vị. Và những cuộc phiêu lưu này phải như thế nào đây? Close to home, đó, gần nhà nữa cơ, được chưa? Đó, và còn như thế nào nữa? Từ núi, những này như thế nào? Từ núi nè, đến biển nè, đó, Catalonia là cái địa điểm này nè, nó mang tới cho chúng ta một vị trí đẹp, đa dạng cho kỳ nghỉ, được chưa? Và cho kỳ nghỉ như thế nào đây? Multi activity holiday, kỳ nghỉ rất là nhiều hoạt động, đa hoạt động như thế này, đầy kinh ngạc, tuyệt vời như vậy, được chưa? Và chúng ta thấy đầu tiên là nhìn vào, chúng ta thấy được đây là kỳ nghỉ dành cho gia đình, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là kỳ nghỉ dành cho gia đình, được chưa? Tiếp theo, gia đình như thế nào? Close to home, ở gần nhà thôi, được chưa? Và kỳ nghỉ này cũng có núi nè, đó, cũng có biển nè, được chưa? Và nó cũng có rất nhiều hoạt động để chúng ta chơi, thì chúng ta thấy là cái kỳ nghỉ, cái nơi chốn A này nó có phù hợp với lại bạn nào hay không?
À, nó có phù hợp với bạn nào muốn tìm một kỳ nghỉ dành cho gia đình này nọ không? Nãy giờ chúng ta phân tích 5 người đó thì chưa có một người nào mà có từ family hết đúng không? Chúng ta nhìn vào chúng ta cũng thấy, nó đọc xong cái này chúng ta thấy là nó không thích hợp với ai cả đúng không nào? Đó, chúng ta sẽ đọc về và chúng ta thấy những cái yêu cầu của những bạn trên đây là chúng ta đã gạch chân hết rồi, là chúng ta biết được thoáng thoáng nhớ được những cái yêu cầu của bạn này rồi. Thật ra khi chúng ta nhìn xuống dưới, chúng ta tìm ra, chúng ta rất là dễ để chúng ta coi thử cái nào thỏa với cái nào đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta đi đến tiếp theo là cái vùng DVT, được chưa? Vùng này họ kêu là Direct Ride, đó là như thế nào đây? Lặn, đai là lặn đúng không? Đó là nơi dành cho lặn đó. Rồi chúng ta coi thử cái này có thích hợp với ai hay không. Đầu tiên là gì? Ở đây như thế nào đây? Good Resort, có các khu nghỉ dưỡng. Đó là có các khu nghỉ dưỡng, được chưa? Khu nghỉ dưỡng này là nó bao phủ xung quanh quần đảo County Island, County Island đó, xung quanh cái vùng đảo này là có khu nghỉ dưỡng, được chưa? Ở đây chúng tôi có rất nhiều địa điểm lặn, là Great Scuba Diving Sites, rất nhiều địa điểm lặn, những địa điểm lặn rất là tuyệt vời, rất là đẹp dành cho bạn, được chưa? Dành cho bạn lựa chọn, rất nhiều địa điểm lặn nhiều lắm, được chưa? Bản thân chúng tôi đều là những gì thợ lặn chuyên nghiệp đó, Professional Divers Ourselves. Bản thân chúng tôi đều là những thợ lặn chuyên nghiệp, được chưa? Và hiểu được cái điều gì tạo nên một kỳ nghỉ lặn hoàn hảo là như thế nào, được chưa nào đó. Vì vậy cái trung tâm lặn DVT này đó là có sẵn, dành sẵn cho cả người lớn và còn cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Đó, thì chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta nhớ lại trên kia có một bạn nào đó bạn đòi lặn đúng không nào? Đó, và chúng ta quay lại coi thử nó có phù hợp với bạn hay không. Thì cái bi này chúng ta coi có thích hợp với ai hay không? Có thích hợp với ai hay không? Cái bi này. Không thì chúng ta cứ đi xuống hết đi, xong rồi chúng ta sẽ lựa chọn sau, được chưa? Rồi, cô đã nhận câu trả lời của Sang là number 7. 7 đúng không? 7 để cô lên cô coi ở thở 7. Đây, 7 là của Jim. Jim thích cái gì đấy? Architecture mà. Đúng không? Architecture mà. Architecture này cô nói với chúng ta là cái gì đây? Là nó thiên về kiến trúc nè. Bạn này học kiến trúc và bạn ấy thích những kỳ nghỉ mà nó liên quan tới kiến trúc, và bạn ấy cũng muốn những cái trò chơi cảm giác mạnh ngoài trời. Còn ở đây nó có mỗi, họ nói là coi cô coi lại thử cái bi này nói gì, có một cái đai thôi mà nó có mỗi cái lặn thôi mà, nó có liên quan tới kiến trúc hay không? À, sáu, số 6 là number 6 à? Để cô coi lại thử number 6, tự nhiên number 6 đây. Được chưa? Thứ nhất là đến như thế nào đây, vùng biển thì cái đầu tiên là thỏa nè đúng không? Đó, tiếp theo thích chơi những trò chơi thể thao dưới nước thì có lặn thỏa, được chưa? Và tiếp theo nữa bạn ấy muốn học lặn đúng không? Đó, sử dụng bồng dưỡng khí thỏa hết tất cả mọi thứ luôn, được chưa? Vậy rõ ràng là bạn number 6 này sẽ hợp với B. Tụi em chú ý cho cô là dưới đây của chúng ta là sẽ có một cái bảng để chúng ta điền vào nha, chúng ta nhớ đó cho cô. Chắc cái bảng này nó bị biến mất rồi, mà dưới đây có một cái bảng để chúng ta điền vào, được chưa? Thành ra chính xác luôn là number 6 này sẽ tích hợp với lại B. Đó, thì chúng ta khi mà ghi trong cái bảng đó thì chúng ta sẽ ghi vào cho cô là B, được chưa? 6B, B, ok. Được chưa nào? Đó, chúng ta chú ý nha. Rồi, tiếp theo, cô lại nhìn được câu trả lời của Như Quỳnh luôn là 7 đi với Y. 7 đi với Y. Giờ cô coi thử C bạn có chọn không? Rồi C bạn Quỳnh đi với A trước đi, và cô sẽ làm C trước đi, làm từ trên xuống cho chúng ta dễ nhìn, không thôi cô cứ lướt tới lướt lui tụi em bị chóng mặt mất đúng không nè. Rồi chúng ta qua C thử, China Holiday đó, ngày lễ China thì như thế nào đây? Ở đâu? Ecuador và Colombia, được chưa? Họ kêu chúng ta là gì? Trải nghiệm đúng không? Trải nghiệm đi đến Ecuador và Colombia như thế nào đây, trong vòng chưa đầy 2 tuần. Chúng ta có under 2 weeks, under là dưới đúng không? Dưới 2 tuần, tức là chưa đầy 2 tuần, được chưa? Đây là một sự kết hợp giữa phong cảnh, được chưa? Mixture là một sự kết hợp ở landscape và phong cảnh, giữa phong cảnh của vùng gì đây? Của vùng Andean nè, đó. Tiếp theo là các thành phố thuộc địa, colonial cities, các thành phố thuộc địa nè. Tiếp theo có các khu cà phê, coffee zone, có khu cà phê và người địa phương thì cực kỳ là thân thiện, welcoming locals đó. Được chưa? Và ngoài ra gì nữa, bắt đầu ở Bogota đúng không? Đó, nơi mà các hướng dẫn viên địa phương của chúng tôi, được chưa, có thể đưa bạn đi đâu đây, đi tham quan đó, đến La Calia, được chưa, để khám phá,
explore cái gì đây? Thứ nhất là những các tòa nhà thuộc địa đó, các tòa nhà thuộc địa được bảo tồn đúng không, được bảo tồn rất là đẹp đó, là thấy đó. Các tòa nhà thuộc địa là colonial buildings được preserve, là được bảo tồn beautifully, là đẹp, được chưa? Chúng ta phải reserve là ed, thành ra là past participle nên phải sử dụng adverb chứ không phải sử dụng là adjective, được chưa nè? Và các địa điểm quan trọng khác nữa đó. Thì cô nhìn thấy bạn Quỳnh chọn cho cô là number 8, là đi với C. Vậy number 8, chúng ta nhìn lại number 8, được chưa? Là bạn Su đó. Bạn Su thứ nhất là gì đây? Bạn muốn như thế nào đây? Would like to go to seaside. Chỗ này có seaside, thỏa điều kiện thứ nhất. Seaside, thỏa. Thứ hai, bạn muốn tìm một kỳ nghỉ mà nó có kết hợp cơ hội thứ nhất, gặp mọi người mà mọi người nó phải friendly thì có. Chúng ta có chỗ đó đó đúng không? Welcoming locals đó. Nhất là visit more than one country, tham gia nhiều quốc gia khác nữa, thì ở đây chúng ta có hai quốc gia đúng không? Là Ecuador và Colombia, chính xác. Và chúng ta thấy là number 8 như bạn Quỳnh chọn thỏa mãn với C đúng không? Đó, vậy chúng ta ghi vào đây cho cô là number 8 trước. Đó, 7 8 7 cô được trừ lại lát nữa. À cô 7 cô trừ lại lát cô ghi sau, được chưa? Vậy đầu tiên là number 8 này của bạn kết hợp với C. Rồi. Thỏa. Đó. Cái gì thỏa thì chúng ta cứ làm trước nó vô. Đó. Rồi. Tiếp theo. C A rồi B rồi C rồi, giờ chúng ta đến D. D thì bạn Quỳnh chọn là Nile đúng không? Nile là đi với D. Vậy chúng ta coi thử Nile là khu du lịch Virgin Travel. Được chưa? Họ kê đây là khu du lịch gì đây? Kỳ nghỉ mà có nhiều điểm đến đó, chúng ta thấy là ngay cái câu là họ kêu chúng ta là multi destination holiday. Destination là điểm đến, multi là nhiều, rất là nhiều nơi đến, nhiều điểm đến đó. Và họ coi thử kỳ nghỉ nhà như thế nào. Vậy là có một kỳ nghỉ được chưa, ở nhiều điểm đến, nó cho phép bạn kết hợp nhiều thứ bạn yêu thích hơn vào một chuyến đi đó. Và chúng ta đã định nghĩa được cái kỳ nghỉ này là gì đây, là chúng ta sẽ fit more one of your love into a single trip. Được chưa? Chúng ta sẽ thấy đó, nó kết hợp rất là nhiều thứ mình thích nhưng chỉ có trong một chuyến đi mà thôi, một chuyến đi mà chúng ta được trải nghiệm hết tất cả mọi thứ mà chúng ta yêu thích, được chưa nào? Đó, bạn có thể như thế nào đây, mua sắm ở Los Angeles nè, đó, shop Los Angeles nè, sau đó thư giãn trên bãi biển ở Florida nè, đó, còn một cơ hội hoàn hảo cho bất cứ ai muốn đến một chuyến đi nhiều điểm đến như thế, được chưa nào? Đó, và chúng ta thấy là bạn Quỳnh chọn cho cô là Nine. Chúng ta lên coi thử là Nai. Bạn Nai này được chưa? Như thế nào đây, muốn kỳ nghỉ ngắn nhưng mà bà ấy còn muốn gì nữa đây? Think about her experience and her health. Đó, cô có khoanh cho chúng ta chỗ này rồi, nghĩ về ngoại hình và sức khỏe nữa. Vậy chúng ta coi thử là cái đi này nó có nói gì về ngoại hình với sức khỏe không? Không, nó chỉ nói về là một chúng ta tham gia một cái chuyến đi nhưng mà có rất nhiều điểm đến để chúng ta biết được rất nhiều thứ. Mua sắm ở Los Angeles này, tắm biển ở Florida này, đó. Thành ra nó không có liên quan gì tới cái phần này hết. Thành ra là bạn chọn là na đi với đi là không thỏa rồi, đúng không nào? Đó. Vậy chúng ta coi thử đi này có thỏa với người nào khác không? Rồi cô đã nhận được câu trả lời của Trường. Trường để cô coi. Và đi Trường cũng không chọn đi gì cả, đúng không? Rồi chúng ta qua tiếp Y. Y thì Quỳnh chọn là seven sẽ đi với Y, Trường cũng chọn seven đi với Y. Rồi cô coi thử seven, ta đến seven nào, chúng ta đến S chứ cô xin lỗi nha, đến Y đây đó. Travel, một biển du lịch tuyệt đối là gì, du lịch như thế nào đây? Chúng ta sẽ đến được nước Tây Ban Nha, có một cái nơi gọi là Pyrenees, được chưa? Đó, đây là một kỳ nghỉ phiêu lưu nhiều hoạt động ở Tây Ban Nha, nó có multi activity đây, một kỳ nghỉ phiêu lưu có rất nhiều hoạt động ở Tây Ban Nha, được chưa? Đó, bạn sẽ chứng kiến được, bạn khám phá qua dãy núi Pyrenees ở Tây Ban Nha, được chưa? Đó, còn tham quan như thế nào đây, có hướng dẫn viên du lịch nên không cần phải lo, và chúng ta được trải qua rất là nhiều hoạt động như là đi bộ, là climbing leo núi nè, rafting là bè, được chưa, đi bè nè, canyoning là vượt thác này, đó, rất là nhiều hoạt động ở đây, được chưa? Ngoài ra bạn sẽ còn được ghé thăm một nơi, nơi đó gọi là Zaragoza, đó là một kho tàng văn hóa lịch sử, nó có cho chúng ta là treasure trove of cultural and historical things, đó một kho tàng văn hóa lịch sử, được chưa? Khách du lịch sẽ tìm thấy nhiều tòa nhà, many nhiều tòa nhà building như thế này đây,
tráng lệ. Đó, magnificent, nhiều tòa nhà tráng lệ. Ngoài ra còn có các di tích La Mã cổ đại. Đây, các di tích La Mã cổ đại. Đó, chúng ta đọc xong ta thấy nó rất thích hợp với một bạn. Đúng không? Rất thích hợp với một bạn. Chúng ta coi thử là Seven như Quỳnh chọn hoặc là Trường chọn Seven thử. Rồi, Seven đây, không có gì bàn cãi hết đúng không? Bạn này thích cái gì đây? Kiến trúc. Ồ, không có gì bàn cãi chỗ này cả. Được chưa? Và chúng ta thấy thỏa hết những điều bạn muốn. Ấy còn muốn những hoạt động thể thao ngoài trời phải mạo hiểm thì dưới đây có hết. Chèo bè, tôi xin lỗi, đúng rồi, leo núi nè, đúng không? Đó, có cả leo núi, đi bộ, đi bè, vượt thác, có hết, đúng không nào? Đó, vậy là y này thỏa mãn với number 7, được chưa? Vậy chúng ta ghi vào đây là 7. Đó, 7, đi với y. Rồi, thỏa. Và chúng ta đã làm xong được 3 người rồi. Được chưa? Rồi, chúng ta tiếp theo. Number 9. Chúng ta xuống number 9. 7 rồi 8. 7, 8 rồi 9. 9 thì bạn Quỳnh chọn là đi. Còn bạn Trường. Bạn Trường chọn là T. Ok, cô coi thở cái nào thỏa. Đi thì rõ ràng là chúng ta đã làm rồi thì không không thể là 9 được. Đúng không nào? Vậy chúng ta coi thở chúng ta xuống G thử. Rồi, G đây. First choice, sự lựa chọn đầu tiên. Được chưa? Nơi này có spa. Đó, nơi này đầu tiên là có spa đây. Được chưa? Đó. Ngay cái đầu tiên ta thấy có spa, ta thấy có thể thỏa được của một bạn nào đó ở trong đây rồi. Đúng không nào? Chúng ta đọc tiếp coi thử. Họ kêu ở đây có bao nhiêu đây? Có 8 cái spa lận. Được chưa? Có 8 cái spa cổ điển trong khung cảnh thiên nhiên ở Catalonia đó, có 8 cái spa lận, được chưa? Và hầu hết chúng đều ở gần hoặc trong những ngôi làng xinh đẹp ở gần đây, hoặc trong những ngôi làng xinh đẹp, ngôi làng đẹp và nằm ở nguồn suối nước tự nhiên, source of natural spring water, ở nguồn suối nước tự nhiên. Các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp, beauty treatment, chăm sóc sắc đẹp bao gồm như là red oscurb, tẩy tế bào chết nè, đó có tẩy tế bào chết nè, mask, đắp mặt nạ nè, peels, lột da nè, wax là quấn gì đó và massage. Đó, chúng ta sẽ thấy. Được chưa? Và chúng ta nhìn vào chúng ta thấy có một bạn đúng không? Rất là thích, rất là muốn cái này. Vậy là chỉ có thỏa mãn được bạn đó thôi, đúng không? Là number 9 chính xác. Được chưa? Relax và sức khỏe ngoại hình chỉ có thể đi spa mà thôi, đúng không? Vậy là chúng ta thấy chỗ này thỏa của cho chúng ta là number 9 sẽ kết hợp với lại G như chúng ta chọn. Được chưa nè? Rồi, chúng ta tiếp tục và chúng ta chỉ còn một người nữa thôi. Một người nữa và chúng ta còn hai sự lựa chọn lại là F và H, đúng không nè? Chúng ta coi thử F sẽ như thế nào đây? Escape holiday. Escape nghĩa đen của nó là trốn thoát, đúng không? Tức là chúng ta tham gia kỳ nghỉ này, chúng ta sẽ bỏ buông tất cả và thoải mái để tham gia kỳ nghỉ, đúng không nào? Đó. Họ kêu kỳ nghỉ là như thế nào đây? The best way, cách tốt nhất để có một cái điều tốt nhất đây đó chính là cái gì đây? Đây là một thiên đường nhiệt đới thông qua một kỳ nghỉ trọn gói trong mơ. Chúng ta có một kỳ nghỉ trọn gói, pocket holiday. Mình chơi một kỳ nghỉ trọn gói đó. Nó sẽ bao gồm cho chúng ta là thứ nhất là cái gì đây? Bubble communication with air phrase. Đó là chỗ ở với vé máy bay. Được chưa? Meals, các bữa ăn. Activities là các hoạt động. Được chưa? Ngoài ra nó còn có bãi biển ở Sydney. Đó thì rất là đẹp. Được chưa? Đó. Ngoài ra chúng ta còn có cái gì nữa? Với một cái bãi biển nổi tiếng thế giới, biển Bonny nữa. Được chưa? Chỉ cách trung tâm thành phố một quãng đi xe buýt ngắn thôi. Đó. Bãi biển đẹp nhất thế giới là bãi biển Bonny đó, chỉ cách trung tâm thành phố ngắn thôi. Vậy chúng ta thấy là thỏa mãn hay không thì cô nhìn thấy là cả Quỳnh và cả Trường đều chọn number 10. Chúng ta lên coi thử number 10 có thỏa mãn hay không. Australia, đến Australia, đúng không? Không có nhiều tiền, muốn bãi biển tốt, có nhiều hoạt động. Thì chúng ta nhìn lại chỗ này chúng ta sẽ thấy. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy đây, đúng không? Là cái như thế nào đây? Một kỳ nghỉ trong mơ mà gói gọn trọn bộ luôn cho nó luôn, vậy là không phải phát sinh, đúng không? Nó bao gồm rất là nhiều thứ, cả vé máy bay, cả ăn và các hoạt động luôn. Đó, thì có thể ổn, được chưa? Và có bãi biển Sydney đẹp mà còn có bãi biển Bonny nổi tiếng thế giới nữa.
có thể thỏa được S này là dividend đúng không? Mà chúng ta còn một cái là còn x nữa nên chúng ta phải nhìn cho kỹ x. Nhỡ như nó thỏa hơn thì chúng ta sẽ chọn đúng không nào? Đó, chúng ta nhìn vào x. Nó thấy có lặn và các môn thể thao dưới nước, thì chưa? Kỳ nghỉ lặn với ống thở, scolating là kỳ nghỉ lặn với ống thở đó. Nước biển thì trong như pha lê đó, ở vùng biển Caribe này mang đến nhiều cơ hội lặn với ống thở, được chưa? Đó, nó bao gồm điểm lặn ở đâu đây, Bahamas đó, và giữa từ tháng 7 đến tháng 11 thì số lượng lớn cá mập, huge number of tiger shark, số lượng lớn cá mập hổ đúng không, cá mập hổ thì tập trung ở bán đảo Yucatan ở Mexico. À, nó mang đến cho người yêu thích lặn cơ hội để xem một trong những sự kiện sinh vật biển tuyệt vời nhất trên trái đất của chúng ta. Đó là khoảng từ giữa là tháng 7 đến tháng 11 đó, được chưa? Thì nó có sự tập trung giữa con gì đây, con cá mập hổ. Vì vậy khi mà những người lặn này xuống đây có cơ hội xem cái loại cá này thì chúng ta thấy là trong khi không có ai có cái yêu cầu là muốn xem một loại sinh vật biển hoặc animal hay như thế nào hết đúng không? Vậy chúng ta thấy và rõ ràng number 10 của chúng ta sẽ thỏa mãn với F ở y như mà chúng ta lựa chọn. Rồi. Được chưa? Đó, chúng ta thấy chưa? Đây là những cái mà chúng ta đã chọn. Đó. Được chưa nào? Nếu như mà chúng ta sai câu nào thì chúng ta cứ bỏ câu đó đi và chúng ta sẽ viết lại, không vấn đề gì cả. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta qua phần số 3. Đó. Bạn nào có thắc mắc gì á thì cứ chủ động nhắn tin hoặc là cứ mở mic lên nói với cô nha, không vấn đề gì hết nha. Rồi, chúng ta qua phần số 3. Đó. Đọc bài đúng không? Và yêu cầu chúng ta là gì? Circle ở khoanh tròn câu trả lời mà chúng ta thấy đúng. Nói về Notting Hill Carnival. Được chưa? Rồi, chúng ta coi thử cái vùng này như thế nào đây. Đây là cái lễ hội đúng không? Notting Carnival nó sẽ như thế nào? Là take place. Chúng ta có động từ take place là diễn ra ở nơi nào đó. Diễn ra ở London. Đó, diễn ra ở London đúng không? Vào kỳ nghỉ. Đó. Tháng 8, August Bank Holiday và kỳ nghỉ hàng vào tháng 8. Được chưa? Và chúng ta coi thử Bank Holiday là gì? Chúng ta cứ đọc hết bài đi, lát chúng ta sẽ hiểu được cái Bank Holiday này là cái gì. Được chưa nào? Đó. Và đây là một sự kiện đường phố. Chúng ta thấy đã có street event. Đây là một sự kiện đường phố. Được chưa? Diễn ra ở đâu đây? Ở Vương quốc Anh. Và sự kiện đường phố này đầy màu sắc và lớn nhất. Ở đây là sự kiện đường phố. Sự kiện đường phố đầy màu sắc và lớn nhất ở Anh. Được chưa nào? Đó. Tiếp theo cái lễ hội này nhằm mục đích là gì? Kỷ niệm truyền thống cộng đồng của người Afro Caribbean. Đó. Kỷ niệm. Celebrate là kỷ niệm. Được chưa? Đó. Truyền thống của cộng đồng người Afro Caribbean. Được chưa? Những người di cư từ đến Anh từ Tây Ấn. Đó. Những người cộng đồng này là những người sao? Là những người đã di cư đến Anh từ phía Tây Ấn Độ đó, được chưa? Vào những năm 1950 đó. Tiếp theo, họ mang theo ý tưởng về lễ hội hóa trang của vùng Caribbean, được chưa? Đó, họ mang theo cái ý tưởng này, được chưa? Với trang phục thì sặc sỡ, costume chúng ta học phía trên rồi đúng không? Trang phục sặc sỡ học những bài trước rồi. Tiếp theo là có như thế nào đây, procession là có những cái đám rước sẽ đi theo hát hò gì đó, được chưa? Ngoài ra còn có ban nhạc, có những ban nhạc đó, và như thế nào đây, khiêu vũ đường phố đó. Chúng ta nhớ là mấy cái lễ hội đường phố mà trên TV nó hay chiếu đó, ở đằng trước người ta đi nhảy 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 rồi kèn đằng sau, được chưa? Đồ ảo quả thì sặc sỡ đó, là lễ hội đường phố, được chưa? Rồi tiếp theo, preparation, cái công tác chuẩn bị cho cái lễ hội này, được chưa? Bắt đầu từ nhiều tháng trước rồi, start many months in advance, đã bắt đầu từ nhiều tháng trước rồi. Trang phục thì cần được thực hiện, được chưa? Và chúng ta còn phải dựng làm những chiếc phao nổi đó, float bill, những chiếc sẵn sàng cho lễ rước của lễ hội đường phố, được chưa nào? Đó, ban nhạc steel, được chưa? Ban nhạc đó thì thực để như thế nào để luyện tập âm thanh truyền thống của vùng Caribe đó trên các nhạc tục cụ được chế tạo ra từ 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 cái gì đây, từ used oil barrel, từ gì đấy, từ thùng dầu đã qua sử dụng rồi, được chưa? Đó, dụng cụ âm nhạc được chế tạo từ đó đó, được chưa? Ngay trước lễ hội, tiếp theo, just before the festival, ngay trước lễ hội
Được chưa nào? Đó, đường phố được trang trí bằng những dải màu. Được nè, đường phố được trang trí, được chưa? Streamer là các dải đó, được chưa? Dải màu vàng, màu xanh, màu đỏ, được chưa? Và các thiết bị khuếch đại được đặt tại chỗ. Đó, chúng ta có là amplifying devices, thiết bị khuếch đại, đúng không? Thì được đặt tại chỗ, là âm thanh đó, nhảy múa gì đó, được chưa nào? Đó. Tiếp theo, để mang âm thanh nhịp nhàng qua tiếng ồn ào của giao thông London. Đó, chúng ta hiểu chưa? Cái thiết bị khuếch đại này được đặt để như thế nào đây? Để mang đến những âm thanh ồn ào qua những tuyến đường giao thông của London. Đó. Tiếp. Cái lễ hội này thì như thế nào nữa đây? Lễ hội được tổ chức trong vòng 3 ngày. Đó, chúng ta thấy không? Over 3 days. Đó, được tổ chức trong vòng 3 ngày. Được chưa? Đó. Và trong 3 ngày này thì tràn ngập âm nhạc và màu sắc. It's full of. Tràn ngập âm nhạc và màu sắc. Đó. Các đoàn rước. Được chưa? Các đoàn rước á. Được chưa? Đó. Bằng thép và đồng thau. Phao. Các vũ công thì trong trang phục cực kỳ là sặc sỡ. Được chưa? Đi qua các đường phố hẹp của London. Chúng ta thấy không? Narrow London Street. Đó. Đi qua các đường phố hẹp đó. Trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người. Watch by, trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người. Được chưa? Tiếp theo, các đường phố thì có các không gian bán hàng, bán cái gì đây? Tropical fruit, đó, bán trái cây nhiệt đới nè, giống như là xoài, là có fresh là tươi đúng không? Xoài, mango, xoài, dưa hấu, watermelon đúng không? Pineapple là dứa hoặc là thơm đó. Được chưa? Mọi người đều như thế nào đây? Dance, nhảy múa này, kể cả già trẻ, được chưa? Đó, không phân biệt màu da, da đen, da trắng, không vấn đề gì cả. Và thậm chí cả những chú cảnh sát đang làm nhiệm vụ cũng tham gia vào cuộc vui luôn. Đó, chúng ta cụm từ police on duty đang làm nhiệm vụ cũng tham gia vào cuộc vui, được chưa nào? Đó, trong 3 ngày này của tháng 8, được chưa? Đó, chúng ta thấy a little Caribbean magic. Magic là gì đây? Là phép màu, là ma thuật đó. Một chút gì đó của phép màu của vùng Caribbean, một chút gì đó ma thuật của vùng Caribbean dường như đã như chạm chân vào, đã chạm vào đường phố của London. Đó, chúng ta thấy lễ hội đầy màu sắc ở đây chưa? Chúng ta thấy họ miêu tả chưa? Đó, chúng ta học writing hình như là có một bài về miêu họa biểu đồ, có bài nào miêu tả festival hay như thế nào không ta? Đó, vậy là chúng ta thấy là chúng ta mới đọc xong một cái bài nói về lễ hội đường phố đúng không nào? Rồi. Vậy chúng ta coi thử, chúng ta có hình dung ra được là trong bài này chúng ta có một cụm từ mà chúng ta phải chú ý, đó là cụm từ bank holiday. Đó, chúng ta dịch là kỳ nghỉ ngân hàng. Chúng ta biết bank là ngân hàng, holiday là kỳ nghỉ đúng không? Là kỳ nghỉ ngân hàng. Vậy kỳ nghỉ ngân hàng là cái gì? Đó, thì chúng ta sẽ thấy được là ở Anh, đó là chúng ta sẽ có cái này. Tức là trong cái kỳ nghỉ này, được chưa? Trong cái kỳ nghỉ này nè, là hầu hết các cửa hàng, các công ty đều đóng cửa. Đó, trong cái kỳ nghỉ này, được chưa? Và vào ngày đó thì như theo luật pháp của bên Anh á, thì tất cả các ngân hàng phải đóng cửa vào ngày đó để nhân viên được nghỉ ngơi, được xả stress, được relax vào trong lễ hội đường phố, được chưa? Đó, chính vì vậy mà khi mà ngân hàng nghỉ rồi thì các doanh nghiệp và các người khác cũng không có thể nào mà, hoặc là bản thân mình thôi đó, cũng không thể nào mà ra ngân hàng giao dịch này nọ được đúng không? Thành ra cũng nghỉ luôn. Chính vì vậy mà người ta gọi chung đó là bank holiday. Đó, chúng ta đã hiểu một chút về văn hóa của họ chưa? Đó, rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Đây, chúng ta coi, chúng ta có tổng cộng là 5 câu. Đó, chúng ta đọc thật kỹ và chúng ta chọn. Đầu tiên là câu số 11. Được chưa? Chúng ta chọn thử A, B, C, D. Câu số 11 nè. A, B, C, D. Câu số 1 học rồi, cô đã nhận được câu trả lời của bạn Thu là câu D. Rồi, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy nó không khó, đúng không? Rồi, bạn Trường cũng câu D. Họ hỏi chúng ta là mục đích chính của người viết, đúng không? Khi viết cái này là cái gì, đúng không? Ta thấy câu A là gì đây? Khuyến khích mọi người kỷ niệm ngày truyền thống của người da đen. Có phải khuyến khích mọi người kỷ niệm đó không? Không, mà nó có một cái lễ hội luôn rồi, chứ không cần khuyến khích ai hết á, đúng không? Câu B là gì? Để nói về các vấn đề cộng đồng, vấn đề của cái cộng đồng người Afro-Caribbean.
họ có nói vấn đề của mấy người này là gì không? Họ có nói về vấn đề của những người này là ra làm sao thế nào không? Không, trong bài không có nói tới. Câu C là gì? Khuyến nghị mọi người dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời. Thấy câu C thì chúng ta thấy hoàn toàn loại liền câu C. Chúng ta không cần suy nghĩ hết, đọc lên một cái là chúng ta thấy chúng ta loại liền nó rồi, đúng không? Và còn câu D là gì đây? Hiểu hơn và nó mô tả cho chúng ta về cái lễ hội Notting Hill Carnival. Vậy chúng ta thấy không có khó khăn gì, chúng ta chọn được câu đúng là câu D của câu này, đúng không? Không có khó khăn gì chọn câu này cả. Rồi tiếp theo qua cho cô câu số 12. Chúng ta chọn cho cô là cái câu gì đây? Rồi Thu chọn cho cô là câu B. Còn các bạn còn lại, rồi chúng ta coi thử theo cái bài này thì cái lễ hội này nó như thế nào, đúng không nào? Đó, câu A họ nói với chúng ta là cái gì đây? Diễn ra vào mỗi ngày lễ ngân hàng, đúng không? Câu B là gì? Được tổ chức hàng năm vào tháng 8. Chúng ta có cụm từ annually là hàng năm, được chưa? Đó, câu C là gì? Được tổ chức bởi ngân hàng của Anh. Có hai thấy rõ ràng câu C đọc lên là chúng ta loại ngay lập tức, đúng không nào? Đó, không phải là do ngân hàng tổ chức, đúng không? Loại liền. Câu D là gì? Được tổ chức vào đầu tháng 8. Đó, vậy chúng ta coi thử nó được tổ chức như thế nào trong tháng 8 đây. Trong bài họ nói với chúng ta như thế nào? Every August bank, đúng không? Đó, đó, ở London, every August bank. Họ chỉ nói vậy thôi chứ họ không nói với chúng ta đầu cuối hết. Vậy chúng ta chọn câu trả lời đúng nhất của chúng ta chính là câu B, hàng năm vào tháng 8, y chang như câu đề bài nói luôn, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta qua cho cô câu số 13. Chúng ta chọn cho cô cái gì đây? Câu số 13. Trong lễ hội này thì như thế nào? Câu số 13. Rồi cô đã nhận được câu trả lời của Thu là C, của trường cũng là C. Đó, chúng ta coi thử câu số 13. Trong cái lễ hội này, được chưa? Câu A là gì? Những người tham gia lễ hội đó đã trang trí đường phố bằng những bộ phát đầy màu sắc. Có phải là cái bộ phát bày đầy màu sắc không? Không, đúng không? Chúng ta đọc trong bài chúng ta thấy không phải là bộ phát đầy màu sắc, đúng không? Đó, phát với âm thanh đầy màu sắc đó, phải không? À, cái giải, cô xin lỗi, những cái giải lụa đầy màu sắc, những người tham gia trang trí đường phố, tức là người trang trí, cái này là participant, là người tham gia, có phải không? Không phải, mà họ chuẩn bị trước đó rồi, đúng không nào? Đó, câu B là gì đây? Chuẩn bị bắt đầu vào sáng sớm, early in the morning, bắt đầu vào sáng sớm, có phải không? Không, trong bài nói với chúng ta là sớm như thế nào đây? Vài tháng trước rồi, đúng không? Đó, tiếp theo câu C nói chúng ta cái gì? Âm nhạc và màu sắc tràn ngập đường phố London. Có thể đúng, câu này có thể đúng này, thì trong bài có nói về âm nhạc với màu sắc, đúng không? Đó, và cùng câu D là gì? Giao thông bị cấm trên các đường phố mua sắm. Giao thông có bị cấm không? Traffic is banned. Giao thông bị cấm không? Không, mà vẫn có chú cảnh sát làm bình thường đi len lỏi ở các đường phố. Đúng nào? Đó. Vậy chúng ta nhìn thấy, dạ cô cho em hỏi câu 12 chọn câu gì? Câu 12 đây là câu B nè, Sang ơi. Câu B nè. Rồi và chúng ta nhìn thấy là câu này rất là dễ dàng để chúng ta chọn lựa được, đó là câu C, đúng không? Đó, cực kỳ dễ dàng. Rồi tiếp theo qua cho cô câu số 14. Câu số 14 tụi em chọn cái gì nè?
Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của Thu là C. Câu trả lời của Quỳnh là B. Rồi, hai câu trả lời khác nhau đúng không? Chúng ta coi thử. Người viết đã nói cái gì đúng không? Đã khẳng định, đã tuyên bố, đã nói cái gì? Câu A là gì? Lễ hội này đã được tổ chức ít nhất là từ những năm 1950. Đó là câu A. Được chưa? Câu B là gì đây? Hàng chục nghìn người tham gia chuẩn bị cho lễ hội hóa trang, đúng không? Cho lễ hội này. Hàng chục nghìn người tham gia chuẩn bị cho cái lễ hội Carnival này, đúng không? Hội đường phố này. Đó. Câu C là gì? Các vũ công trong lễ hội đó mặc những bộ trang phục rất là đặc biệt. Đó là câu C. Câu D là gì? Các vũ công trong lễ hội đến từ cộng đồng người da đen. Được chưa? Và chúng ta coi thử câu A. Họ kêu câu A là gì? Lễ hội này được tổ chức ít nhất từ những năm 1950. Vậy chúng ta lên bài coi lại năm 1950 họ nói cái gì đây? Đây là những người, đúng không, đến Anh từ cái vùng này từ năm 1950, được chưa? Đó. Chứ không phải, được chưa, là cái lễ hội này tổ chức từ đó, là câu A chúng ta loại. Được chưa? Câu B họ kêu chúng ta là cái gì đây? Hàng chục nghìn người tham gia chuẩn bị cho lễ hội. Đó, chúng ta có cái từ là preparation, tham gia chuẩn bị. Đó, còn trên bài họ kêu chúng ta là hàng chục nghìn người này là làm cái gì đây? Trên bài nó có kêu chúng ta hàng chục nghìn người này gì đây? Xem đúng không? Xem thôi. Đó, không phải tham gia chuẩn bị mà là xem. Đó, những cái lễ hội này đúng không? Xem hội đường phố này, chứng kiến hội đường phố này chứ không phải là chuẩn bị. Và chúng ta thấy là câu B chúng ta loại, được chưa? Câu C họ nói chúng ta cái gì đây? Vũ công đó tham gia lễ, trong cái lễ hội này thì mặc cái bộ áo rất là đặc biệt. Chúng ta coi thử bài trên đây khẳng định vũ công như thế nào. Nào, dancer. Đó, chúng ta coi thử trên bài họ nói với chúng ta dancer như thế nào. Dancer như thế nào đây? In colorful costume. Đó, mặc những bộ rất là sặc sỡ đúng không, đầy đủ màu sắc đó, tham gia đúng không? Rồi, và câu cuối cùng họ kêu chúng ta có thể câu này đúng. Và cuối cùng họ kêu là những vũ công này đa số đến từ cộng đồng người da đen, có phải không? Không phải. Và chúng ta nhìn vào chúng ta dễ dàng chúng ta chọn được đúng không? Câu số 14 của chúng ta chính là câu C. Được chưa? Rồi. Chúng ta qua cho cô câu số 15, câu cuối cùng chọn cho cô nè. Rồi cô đã nhận được câu trả lời của trường là câu A. Có những bạn nào khác chọn câu khác không hay là cũng giống bạn trường để chọn cho cô là câu A? Chúng ta coi thử đề bài yêu cầu chúng ta là cái gì đây. Mặc dù cái lễ hội này đúng không là một kỷ niệm truyền thống của người Anh da đen đó, nhưng sao đây, câu A là gì đây? Mọi người dường như là tham gia vào nó, tất cả mọi người dường như là đều tham gia vào nó là gì? Nó tức là cái lễ hội á đúng không? Đó, tiếp theo câu B là gì? Chỉ có người Caribe mới tham gia vào mà thôi. Câu C là gì? Nó đang trở nên phổ biến trong giới da trắng trong những năm gần đây. Đó là câu C. Còn câu D là gì? Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia đến xem nó. Đó. Vậy chúng ta thấy câu trả lời đúng nhất của chúng ta là gì? Trong bài nó có nói với chúng ta đúng không? Đó là gì? Đó chính là câu A. Đó, y như là bạn trường đã chọn. Được chưa nào? Đó. Được chưa? Đó, tất cả mọi người được chưa đều tham gia vào nó. Đó, đều tham gia cái lễ hội này không phân biệt gì cả. Được chưa nào? Đó, chúng ta sẽ thấy trên này nó có ghi cho chúng ta đó đây. Được chưa? Tất
cả mọi người đó, everyone, tất cả mọi người đều nhảy nè, già trẻ nè, da trắng da đen, thậm chí cả chú cảnh sát làm nhiệm vụ cũng tham gia vào nữa, được chưa? Đó, ok rồi, vậy là chúng ta xong phần 3, giờ chúng ta qua phần số 4, được chưa? Đó, vẫn như mọi hôm là chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 câu đúng không, và chỉ có 5 câu ở trong bài thôi, và 3 câu còn lại đó là chúng ta sẽ không sử dụng đến, đúng không? Rồi, chúng ta coi thử. Đối với cái này như cô nói trước ấy, là chúng ta sẽ đọc những cái câu sau này trước, đúng không? Rồi, câu A nói với chúng ta là cái gì đây? Sau đó, vào tháng 7 năm 1968, đúng không? Thế vận hội đặc biệt, International Special Olympics, Thế vận hội đặc biệt quốc tế này lần đầu tiên diễn ra là ở Chicago. Đó, the first international special Olympics, Thế vận hội quốc tế mà đặc biệt. Và chúng ta coi thử trong bài nó gì đặc biệt hay không, diễn ra ở Chicago. Được chưa? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, nó cũng tổ chức các buổi đào tạo và cuộc thi dành cho người lớn bị thiểu năng, đúng không? Bị tâm thần, bị thiểu năng. Đó. Tiếp theo là câu C. Cuộc thi này cho đến nay vẫn chưa thu hút được bất kỳ người tham gia nào cả. Được chưa? Câu D, họ nói gì đây? Cha mẹ của chúng ta thường quên nói với chúng ta rằng chúng ta rất là đặc biệt, rằng chúng ta đủ tốt như là chúng ta đang có vậy đó. Được chưa? Đó là câu D. Đó, qua câu E, họ nói cái gì đây? Công việc của nó cũng tiếp tục trong khoảng thời gian giữa Thế vận hội Olympic. Được chưa? Đó, nó vẫn tiếp tục, nó vẫn vận hành đó. Câu F là gì đây? Sự tham gia của họ đó đã giúp cho cái Thế vận hội đặc biệt này vẫn là một tổ chức thể thao nổi tiếng, được chưa? Vẫn giữ, vẫn là một tổ chức thể thao, được chưa nè? Rồi tiếp theo đến câu G, họ nói với chúng ta gì đây? Đôi khi họ cố gắng khuyến khích chúng ta làm tốt hơn bằng cách là so sánh chúng ta với những người khác. Cuối cùng là câu H, bây giờ được chưa? Các vận động viên khuyết tật, khuyết tật về thể chất, physical về thể chất cũng có thể tham gia thi đấu được. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta lên bài. Chúng ta đọc thật kỹ bài và coi thử là những chỗ này sẽ được điền vào là những câu nào. Bài này nói về cái gì đây? Olympic for disabled, tức là Olympic Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Được chưa? Đó, Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Chúng ta coi thử bà đã nói về cái gì này. Ủy ban Olympic quốc tế đã hỗ trợ hai tổ chức quan trọng đó, làm việc với người khuyết tật. Được chưa? Chúng ta thấy disable nó là tính từ, và khi chúng ta thêm từ the vào nó sẽ người, đúng không? Tự như là the poor là người nghèo, the rich là người giàu, giống vậy đó. Làm việc với người khuyết tật, được chưa? Thế vận hội đặc biệt dành cho những người khuyết tật về trí tuệ, được chưa? Và Thế vận hội dành cho những người bị khuyết tật về thể chất. Đó, vậy là chúng ta có hai Thế vận hội, được chưa? Thứ nhất dành cho những người khuyết tật về trí tuệ, được chưa? Đó, mental, mental là cái não đúng không, cái trí tuệ cái đó. Tiếp theo là Thế vận hội mà dành cho những người khuyết tật về thể chất này. Đó, được chưa? Thể chất giống như là có thể là chúng ta mất tay mất chân, gọi là thể chất, được chưa? Còn còn về trí tuệ là có thể giống như là bị thiểu năng hoặc này nọ, được chưa? Đó, chúng ta có hai cái hình thức khác nhau, được chưa nào? Rồi tiếp theo họ nói tiếp, khoảng 50 năm trước đây, được chưa, cả hai đều không tồn tại. Chúng ta để ý, some 50 years ago neither of them, tức là không có cái nào cả, cả hai đều không tồn tại. Ngày nay cả hai đó, they are both, lại cả hai tiếp, được chưa? Cả hai, được chưa, đều đã thành công rực rỡ. Chúng ta có từ, có cái từ hugely successful là thành công rực rỡ, động từ, tính từ huge là lớn là mạnh đó, ly là trạng từ của nó, successful là tính từ, thành ra bổ nghĩa cho tính từ chúng ta phải sử dụng trạng từ, được chưa nào? Đó, thành công rực rỡ và đã chứng tỏ một điều gì đó rất quan trọng đối với thế giới. Đó, hồi xưa nó không có hai Thế vận hội này,
là thế vận hội dành cho những người khuyết tật về thể chất và thế vận hội dành cho người khuyết tật về trí tuệ, được chưa? Nhưng mà ngày nay nó có và còn rất là thành công nữa, được chưa nào? Rồi chúng ta đi đến tiếp theo. Những sự kiện này đã chứng minh rằng thể thao thuộc về tất cả mọi người. Đó, được chưa? Chính vì hai cái sự kiện này ra đời chứng minh rằng thể thao belongs to, thuộc về tất cả mọi người luôn, chứ không chỉ dành cho những người đầy đủ thì mới có thể tham gia thể thao được, được chưa? Nó gồm có skill, kỹ năng, courage, lòng dũng cảm, sharing, sự chia sẻ, choice là niềm vui. Đó là những gì thuộc về thế vận hội đặc biệt này. Đó, nói về kỹ năng, lòng dũng cảm, sự chia sẻ và cả niềm vui nữa. Được chưa? Đây là một tổ chức quốc tế. International Organization. Đây là một tổ chức quốc tế. Được chưa? Đó. Cung cấp các khóa đào tạo và tổ chức các cuộc thi quanh năm dành cho trẻ em, đúng không? Đó. Dành cho trẻ em. Được chưa? Đó. Khuyết tật về trí tuệ. Đó. Được chưa nào? Rồi. 16 trừ lại, lát nữa chúng ta sẽ coi thử câu nào phù hợp ta để vào sau, cô để số 16 ra. Tiếp theo, thế vận hội đặc biệt này là bắt đầu, được chưa, bởi người tên là Uzi Candice River, được chưa, đó là một thành viên của gia đình Kennedy nổi tiếng của Mỹ. Đó, chúng ta thấy cái từ Kennedy này chưa, tổng thống đó đúng không, đó nổi tiếng của Mỹ. Vào năm 1963, cô tổ chức một trại hè, được chưa, cho 100 trẻ em khuyết tật. Đó, 1963 đây, tổ chức một trại hè summer camp, được chưa, cho 100, cho chú ý nha, 100 trẻ em khuyết tật về trí não, đúng không, tại nhà cô ấy ở Maryland, được chưa nào. Đó, trại đã thành công rực rỡ. Đó, chúng ta lại có thêm một từ nữa là enormous success, thành công rực rỡ, được chưa, nó cũng giống như cái từ trên kia của chúng ta là hugely đó, thành công rực rỡ. Đó, và ngoài ra nó còn là cái gì nữa đây, và là một tấm gương cho những người khác. Chúng ta thấy từ example, example là ví dụ, và nghĩa là một tấm gương, example to, chúng ta chú ý nhé, example là ví dụ to, tấm gương cho ai đó, được chưa nào. Đó, số 17 cô chưa ra, lát chúng ta sẽ quay lại chọn câu tiếp theo. 1.000 vận động viên đến từ 26 bang của Mỹ, được chưa, chúng ta thấy đó, 1.000 từ 26 bang của Mỹ, được chưa, ta có từ state, bang, được chưa nào. Đó, và như thế này, và Canada đã thi đấu trong sự kiện điền kinh và bơi lội. Chúng ta thấy đó, điền kinh ở thì swimming, bơi lội, đó được chưa. Nhưng thế vận hội đặc biệt không chỉ tập trung vào các sự kiện lớn quốc tế, chẳng hạn như thế hội Olympic chẳng hạn, được chưa nào. Rồi chúng ta qua tiếp đoạn tiếp theo. Trên thực tế, kể từ năm 1968 thì hơn 3 triệu trẻ em và người lớn, được chưa, đó, từ 150 quốc gia đó đã tham gia vào thế vận hội đặc biệt này, đúng không nào. Đó, các tổ chức được sự ủng hộ của các chính trị gia, politician, chính trị gia nè, đó, các vận động viên thể thao, sportman, các diễn viên điện ảnh, được chưa, movie actor, và ngôi sao nhạc rock trên toàn thế giới để ủng hộ cho thế vận hội này hết, được chưa. Đó là bị gọi là quyền con người mà, đúng không. Rồi tiếp theo, số 19 cô chừa ra, ta đi tiếp. Thế vận hội Paralympic này nè, được chưa, đó, nó bao gồm sự kiện thể thao dành cho các vận động viên khuyết tật được tổ chức ngay sau thế vận hội Olympic vào mùa hè và mùa đông, được chưa nào. Đó, trên kia nó có nói với chúng ta đúng không, có hai loại thế vận hội đúng không, một cái là dành cho những người liên quan đến trí tuệ, thứ hai là đến là liên quan tới gì đây, đến thể chất. Thì cái Paralympic này nè, đó là nó liên quan đến thể chất đúng không, đó liên quan tới thể chất physical, được chưa. Đó, rồi tiếp theo, mùa đông và mùa mùa hè và mùa đông, được chưa. Họ thường tổ chức lần họ được tổ chức lần đầu tiên ở Rome vào năm 1960, được chưa, và vào thời điểm đó chỉ những người bị chấn thương cột sống mới tham gia mà thôi. Đây, interest đây, đó, sprain interest là vào cái năm mà 1960 ở Rome đó, chỉ những ai bị chấn thương cột sống mới tham gia vào đây thôi, là cái lần lần đầu đó, được chưa, lần đầu được tổ chức đó. Rồi số 20 cô chừa ra, được chưa, cũng như điền kinh đó, as well cũng như điền kinh, thì thế vận hội Paralympic này, này nó sẽ bao gồm cho chúng ta là bao gồm bóng rổ nè, tennis nè, đó,
judo nè, bóng chuyền nè, bóng bàn này được chưa, và còn nhiều hơn như vậy nữa, được chưa nào? Ừ. Các môn thể thao có thể được chơi với những quy tắc rất là đặc biệt đó, vì đây là dành cho người khuyết tật mà, thành ra là quy tắc của nó thì không giống như người bình thường, họ sẽ tạo ra quy tắc khác đặc biệt dành cho những người đặc biệt, được chưa? Ví dụ đó, ví dụ cho chúng ta ví dụ, bi cầu là môn thể thao dành cho người khiếm thị, được chưa? Đó, visual impaired people dành cho người khiếm thị, và được chơi với một quả bóng có chuông. Đó, chúng ta thấy chưa, nó biến tấu lại những cái môn thể thao này để phù hợp hơn với họ. Thì khiếm thị là chúng ta sẽ không thấy được, đúng không? Chính vì vậy mà nó chơi với một quả bóng, nhưng mà thế nào đây, with contain a bell, có chuông, lắc 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 là người ta sẽ nghe được và người ta chơi, được chưa nè? Rồi, chúng ta đã xong phần bài đọc của chúng ta rồi, giờ chúng ta coi thử là câu nào thích hợp đây. Thì bây giờ cái đầu tiên là số 16, chúng ta chọn câu nào? Số 16. Số 16. Hoặc là tụi em có bất cứ một câu trả lời nào tụi em có đưa lên cho cô cũng được, không nhất thiết phải theo đúng thứ tự 16 đâu. Chúng ta coi thử. Chúng ta coi thử số 17, 18, 19, 20, chúng ta có bất cứ câu nào thì cứ nói, xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sửa thử câu nào đúng, câu nào chưa đúng, không vấn không cần làm theo thứ tự. Chúng ta có câu nào thì cứ đưa lên câu đó. Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của bạn Sinh. Bạn chọn cho cô là số 16 thích hợp với lại câu E. Câu E, vậy chúng ta coi thử nó có thích hợp hay không. Chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy trước số 16 họ nói với chúng ta cái gì? Đây là một tổ chức quốc tế, đúng không? Nó cung cấp cho chúng ta các khóa đào tạo. Chỗ nào đó, with offer training, đó, cung cấp cho chúng ta khóa đào tạo đây. Training, được chưa? Đó, các khóa đào tạo và tổ chức các cuộc thi quanh năm, organize competition all year around, được chưa? Dành cho, được chưa? Trẻ em khuyết tật về trí tuệ, đó, trẻ em khuyết tật về trí tuệ, đó là câu trước đó, được chưa nào? Rồi chúng ta coi thử câu E của bạn Sinh. Đây câu E này, họ nói cái gì đây? Công việc của nó cũng tiếp tục trong khoảng thời gian giữa Thế vận hội Olympic. Thì công việc của nó, vậy công việc đó là công việc gì? Lại tiếp tục à, tức là cái công việc mà training, công việc mà nó tổ chức các khóa và tổ chức các cuộc thi quanh năm trẻ em khuyết tật á, và nó lại tiếp tục trong khoảng thời gian giữa Thế vận hội Olympic hả? Nó không có khớp. Rồi bạn bè chọn cho cô là câu B. Chúng ta coi thử câu B đây. Và nó cũng tổ chức các buổi đào tạo đó. Chúng ta nhìn thấy nó có sự trùng hợp với lại những từ ở trên chưa? Buổi đào tạo, các cuộc thi đó, được chưa? Dành cho người lớn, ok. Trên kia là dành cho trẻ em, và nó cũng cả dành cho cả người lớn nữa, as well là cũng như vậy luôn. Tức là nó không chỉ cho trẻ em, còn cả người lớn nữa, chính xác. Vậy là số 16 này thích hợp của chúng ta đó chính là B, được chưa? Chính xác. Chúng ta chọn chỗ này là B là thích hợp nhất, được chưa nào? Đó. Nó trả lời cho chúng ta nhìn cho rõ. B.
Rồi, được chưa? Rồi, chúng ta tiếp tục. Cho cô số 17. Chúng ta chọn cho cô cái gì trong số 17 đây? Số 17. Chúng ta đã xong được số 16 rồi. Câu nào được rồi thì chúng ta bỏ. Chúng ta sẽ qua những câu khác. Mười bảy thử nè. Rồi trường chọn cho cô là 17 đi với câu A. Rồi, chúng ta coi thử. Chúng ta coi thử số 17. Trước đó nó nói cái gì đây? The come, đúng không? Là cái trại hè ở đó, đúng không? Đã thành công rực rỡ và là tấm gương cho những người khác. Là đến đây rồi, được chưa? Sau câu đó, nó nói với chúng ta gì? 1.000 vận động viên đến từ 26 bang Mỹ và gì đó đó. Là nó đang miêu tả, đúng không? Là nhìn thử câu A. Như bạn lựa chọn, nó cái gì đây? Sau đó, vào tháng 7 đó, được chưa? Thế vận hội đặc biệt quốc tế đầu tiên diễn ra tại Chicago. Từ chưa nào? Đó. Tiếp theo tôi có khớp không? Tiếp theo tôi có khớp không? 1.000 vận động viên từ 26 ra cùng Mỹ và Canada thi đấu. Ok, chính xác. Và chúng ta thấy số 17 này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Được chưa? Phải chính xác. Số 17 sẽ hợp với bạn với A như là bạn trường chọn. Được chưa? Rồi, với A. Chính xác luôn. Đó. Rồi, chúng ta chuyển tiếp qua cho cô số 18. Chúng ta chọn cho cô cái gì đây? Chúng ta sẽ nhìn cái đằng sau và cái đằng trước, chúng ta coi thử là chỗ này sẽ thích hợp với lại câu gì. Mình phải kêu gì? Trên thực tế, kể từ năm 1968, hơn 3 triệu trẻ em và người lớn. Đó là câu tiếp theo của số 18. Chúng ta coi thử câu nào. Câu nào sẽ thích hợp với số 18 ở đây đây. Rồi, bạn trường chọn cho cô là C. Bạn Triều cũng chọn cho cô là C. Chúng ta coi thử C nói về cái gì là C đây. Được chưa? Họ kêu là cuộc thi này cho đến nay vẫn chưa thu hút được bất kỳ người nào tham gia hả? Hát sâu pha là cuộc thi này cho đến nay nó attracted any participant, có phải không? Chưa thu hút được bất cứ người gì tham gia hả? Không thể. Đằng trên nó nói với chúng ta là cái gì đây? 1000 mà có 1000 người kia từ 26 bang này nọ thì sao mà không thu hút được, đúng không nào? Đó, nên là ra số 18 chỗ này là không hợp lý. Chúng ta chuyển sang những cái khác thử. Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của Sinh là H, còn Hữu Sang là G. Chúng ta coi thử H hay là G. Đó, chúng ta coi thử H trước nha. H đây. Bây giờ, các vận động viên khuyết tật thể chất khác cũng tham gia vào, cũng có thể tham gia vào thi đấu. Trên thực tế, vào tháng 7 năm 1968,
Thế vận hội đặc biệt quốc tế đầu tiên diễn ra tại Chicago. Hai cái nó không hợp nhau đúng không? Hai cái nó không hợp nhau. Số 18 chỗ này chưa hợp lý. Và chúng ta sẽ dùng ghép lại trừ lát chúng ta quay lại nó cũng được. Cô coi thử G của sang thử. Tài của G. Đôi khi họ khuyến khích chúng ta làm tốt hơn bằng cách so sánh chúng ta với những người khác. Vậy thì nếu như em chọn câu G này thì cho cô biết là cái từ đây này. Đó là nó thay thế cho cái nào ở trên số 18 đây. Đây là gì? Nó thay thế cái nào đây? Câu cuối cùng của câu trên là gì? Nhưng Thế vận hội đặc biệt không chỉ tập trung vào các sự kiện quốc tế, chẳng hạn như là Thế vận hội Olympic đó. Rồi lại đây, tức là Thế vận hội Olympic đó hả? Khuyến khích ta một cách so sánh chúng ta với người khác. Còn trên thực tế kể từ năm 1968 mà phải không? Câu đúng của chúng ta, câu này phải là câu Y cơ. Đây, is for continue. Được chưa? X là cái gì? Tức là cái thể vận hội ở trên đó. Được chưa? Thế hội đặc biệt này nè. Được chưa nào? Đó. Tiếp tục trong khoảng thời gian những thế vận hội Olympic. Nó vẫn tiếp tục. Được chưa? Đó. Ê, nó có nhắc cho chúng ta từ Sochi Olympic Games rồi nè. Được chưa nào? Đó. Nó có nhắc cho chúng ta rồi mà. Thực tế là mấy câu này là nó sẽ có sự gọi là ăn thông với nhau. Đúng không? Nó sẽ có sự liên thông với nhau. Đó. Hay là câu Y. Được chưa? Đó, ở trên này có nhắc về Olympic Games thì câu Y này cũng nói về Olympic Games luôn. Rồi, tiếp tục cho cô số 19 này. Số 19 nè. Trên này là có nhắc về cái gì đây? Về nhà chính trị nè, thể thao nè, diễn viên nè, rồi ngôi sao nhạc rock nè, đó. Thì số 19 này chúng ta thấy nó thích hợp với cái câu gì đây? Ta nhìn thấy được là số 19 này thích hợp với câu gì chưa? Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của Hương. Là 19 Hương chọn là với F. F, cô coi thử. F, họ nói cái gì đây? F, sự tham gia của họ, sự cổ động, cổ vũ của họ, đúng không? Đó. Đã giúp cho cái thế vận hội đặc biệt này, đúng không? Đó. Vẫn là một tổ chức thể thao thế giới rất là nổi tiếng, chính xác. D vậy, D này là ai? D này chính là những cái người gì, chính trị gia nè, đúng không? Người thể thao nè, đó. Rockstar, movie, phim gì đó, đúng không? Và chính xác đây là F. Được chưa? F. Rồi, không có gì bàn cãi chỗ này hết, đi với F. Rồi, chúng ta còn câu cuối cùng là câu số 20. Chúng ta chọn cái gì đây? Đó, chúng ta nhìn ở trên, nhìn ở dưới và chúng ta chọn. Đó. Đầu tiên thì được tổ chức ở Rome đúng không? Và tại thời điểm đó chỉ có những người mà như thế nào đây bị chấn thương cuộc sống mới tham gia mà thôi. Được chưa? Rồi, câu số 20 rồi đến tiếp câu tiếp theo họ nói cái gì? Cũng như điền kinh các cuộc thi trong Paralympic đó thì nó sẽ có bao gồm bóng rổ, quần vợt, judo rồi này nọ. Và chúng ta coi thử số 20 ở đó là chúng ta sẽ chọn câu gì thích hợp nhất đây.
chúng ta là phải từ cái bài này là đúng với trình độ luôn đó, được chưa? Còn những cái trên là các thầy cô đã lược bớt, nhiều khi là sẽ nhẹ nhàng hơn cho chúng ta một chút, được chưa nè? Rồi đó, giờ chúng ta qua phần số 5, được chưa? Đó, chúng ta coi thử A B C D chúng ta sẽ chọn cái nào thích hợp, được chưa? Đó, các tôn giáo khác nhau, đúng không? Bà này nói về các tôn giáo khác nhau. Rồi, chúng ta coi thử. Nói cái gì đây? Từ những ngày đầu tiên, đúng không? Từ những ngày đầu tiên, những buổi đầu tiên, ngày đầu tiên, nhiều người như thế nào đó đã tin vào một sức mạnh hoặc những sức mạnh lớn hơn chính bản thân họ. Được chưa? Về số 21, chúng ta có từ have, từ has, từ A và từ X. Vậy chúng ta thấy tất cả những từ này đều là ở hiện tại, đúng không? Quan trọng là số nhiều hay là số ít mà thôi. Được chưa? Thì chúng ta thấy chỗ này chúng ta có believe. Vậy chúng ta chọn cái gì đây? A, chính xác là have believe, đúng không? Many people. Thế nhìn vào chúng ta thấy many people là số nhiều, đúng không nào? Đó, thành ra là chúng ta thấy chúng ta sẽ loại được là has và chúng ta loại được luôn cả is, đúng không? Thì chúng ta còn have hoặc là a đều tin rằng chúng ta sử dụng cho cô chỗ này là have. Được chưa nào? Đó, tiếp theo, niềm tin này được gọi chính là tôn giáo, đúng không? Trong thời cổ đại, nó là một cách để hiểu những điều bí ẩn của thế giới tự nhiên. Được chưa nào? Đó, nó là một cách để chúng ta hiểu được những điều bí ẩn của thế giới tự nhiên. Đó, được chưa? Rồi, những linh hồn của ma quỷ, Evil Spirit, những linh hồn của ma quỷ nè, được cho là nguyên nhân cái gì đó, như là thời tiết xấu hoặc là bệnh tật. For instance, là ví dụ. Thì số 22 có thấy Thu chọn D, Trường cũng chọn D. Chúng ta coi thử. 22 là for, chính xác. Được chưa? Chúng ta thấy for rất là chính xác. Responsible for, chính xác. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Hãy nói gì nữa đây? Các dân tộc thời cổ đại đó, được chưa? Ở các người thời cổ đại đó, cảm thấy rằng họ có một biện pháp kiểm soát cuộc sống của họ. Khi mà họ như thế nào đây? Họ cúng dường, được chưa? Đó, make offerings and pray and speak, cúng dường và cầu nguyện cho những linh hồn đó, được chưa? Những người mà họ tin rằng có thể giúp họ làm gì đây? Win the battle, đánh thắng trận nè, đó. Hay là có mùa màng tốt tươi hơn. Vậy thì số 23, chúng ta coi thử số 23, chúng ta có bốn động từ brick, bro, rise và gain. Thì chúng ta thấy mùa màng tốt tươi, chúng ta chọn động từ gì? Bro, chính xác. Mùa màng tốt tươi, chưa? Brick, giống, hạt giống, được chưa? Rise, tăng lên, gain là đạt được. Vậy chúng ta thấy là grow, đó. Được được mùa màng tốt tươi. Chúng ta chọn B, không vấn đề gì hết. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo phần dưới họ nói gì đây? Ngay cả ngày nay, khi con người biết những lời giải thích khoa học đó, được chưa? Những lời thích đó bằng khoa học đó, được chưa? Như điều như là sấm sét hay núi lửa phun trào, được chưa? Sấm sét, thunder, sấm sét nè, núi lửa phun trào đó, được chưa? Đó. Nhiều người vẫn tìm đến tôn giáo, được chưa, để giải thích một điều khó hiểu khác gì đó, được chưa, mà chúng ta trải nghiệm với tư cách là con người. Những thứ như mục đích sống hoặc lý do của những bi kịch chúng mình đi coi bói chẳng hạn, của ví dụ vậy đó. Rồi, số 24, Uyên chọn là B, Minh Ngọc cũng chọn B. Chúng ta thấy ta how to understand things, chúng ta coi thử B là which, chính xác, điều mà, đúng không? Chính xác. Nếu như chỗ này mà nó có that thì that sẽ dùng hợp lý hơn rất là nhiều. Nhưng lại không có that, nó chỉ cho chúng ta một từ which thì dễ dàng chúng ta chọn được từ which, đúng không? Đó là những cái điều đó. Được chưa? Đây là dùng relative clause, không vấn đề gì bàn cãi hết. Được chưa nào? Rồi tiếp theo, hầu hết các tôn giáo bắt nguồn từ cùng một nhu cầu cơ bản của con người đến cái gì đó trong một cường quốc, thì chờ ở hoặc những quốc gia mạnh hơn, để cho những ý tưởng thực hành và truyền thống mà các tôn giáo liên quan đến đều rất là khác nhau. Thì bây giờ số 25 trước chúng ta chọn cái gì đây? Rồi cô nhận coi, rồi cô Thu là 25, Thu chọn B. B là during, 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 trong khi hầu hết các tôn giáo bắt nguồn từ cùng một cơ bản con người đó, thì during chỗ này, during có thích hợp hay không?
bạn nào chọn cái khác hay không? 26 Thu chọn C là believe. 26 believe thì không có gì bạn cãi hết, vì đằng sau có cho chúng ta là in, đúng không? Believe thì 26 không có gì bạn cãi hết. Và vấn đề quan trọng là số 25, các bạn during không? À, trong suốt, trong khi, trong suốt, hầu hết các tôn giáo bắt nguồn từ một nhu cầu cơ bản của con người, đến việc tin rằng, đúng không? Đó, các sức mạnh, đúng không? Đó, chúng ta thấy là có phải là during không? Yên Uyên chọn C là however. Vi cũng chọn C là however. Còn Hương, Hương chọn because là bởi vì. Rồi, chúng ta coi thật kỹ thử, chúng ta sẽ thấy chúng ta chọn cái gì chỗ này sẽ thích hợp hơn. Vậy là chúng ta thấy chúng ta có bốn cái từ nối chỗ này, đúng không? Although, during, however và because. Đúng không? Chúng ta có bốn từ nối nằm ở cái vị trí này. Đó, bây giờ chúng ta coi thử. Chúng ta chỉ còn mỗi một cái từ này nữa thôi. Các tôn giáo đều xuất phát, chúng ta dịch vô cái từ believe vào trong luôn. Các tôn giáo đều xuất phát từ cùng một nhu cầu cơ bản của con người. Đó chính là chúng ta tin vào cái gì đây? Tin vào quyền lực hoặc là những sức mạnh to lớn, được chưa? Nhưng những cái ý tưởng đó, thực hành hoặc là truyền thống mà các tôn giáo liên quan đều có sự khác nhau, được chưa nào? Đó, không phải tất cả mọi người đều cùng một tôn giáo, đúng không? Mặc dù các tôn giáo đều xuất phát cùng một nhu cầu cơ bản thôi, là tin vào quyền lực và sức mạnh mà thôi, nhưng như thế nào đây, ý tưởng thực hành và truyền thống thì khác nhau. Giống như đạo Phật thì nó có những cái khác, hoặc là đạo này đạo kia thì nó có những cái đức tin khác nhau, đúng không? Ta coi thử, đầu tiên của chúng ta đi từ cái cuối cùng trước, because là bởi vì đi, bởi vì hầu hết các tôn giáo thì đó, ý tưởng thực hành thấy bởi vì chỗ này có thích hợp hay không? Không, because không thích hợp. Chúng ta coi thử là however. Tuy nhiên, hầu hết các tôn giáo đều xuất phát từ cùng một gì đó. Cái ý tưởng ta thấy however có thích hợp chỗ này hay không? During là không thích hợp rồi. Giờ chúng ta có hai sự lựa chọn, có thể chỗ này là although và however. Vậy chúng ta coi thử however và although chỗ nó thích cái nào thích hợp hơn. Chúng ta nhìn vào chỗ này, chúng ta nhìn vào nó cho chúng ta rất là rõ dấu hiệu để chúng ta nhận biết chỗ này chúng ta chọn although hay là chúng ta chọn however. Đây, chúng ta nhìn vào đây. Đây, sau từ 25, từ most đó, chúng ta nhìn thấy rõ chưa? Thì nếu như chúng ta chọn however này, however, thì nó sẽ phải có dấu phẩy, xong rồi mới tiếp tục là most gì đó. Được chưa? Còn nếu chúng ta chọn là under thì chúng ta được viết luôn, không cần dấu phẩy. Vậy chúng ta thấy chỗ này họ không để cho chúng ta dấu phẩy. Vậy câu trả lời mà thích hợp nhất khi chúng ta đi vô chỗ này đó chính là under. Được chưa nào? Mặc dù hầu hết các tôn giáo đều xuất phát từ một nhu cầu cơ bản của con người thôi, đó là tin vào quyền lực, tin vào sức mạnh, được chưa? Nhưng cái ý tưởng thực hành và truyền thống đó của các tôn giáo có thể khác nhau. Chỗ này chúng ta sử dụng là undo, được chưa nào? Đó, undo chỗ này, được chưa? Rồi, chúng ta qua phần cuối cùng. Đây, phần mà chúng ta chỉ được điền vào một từ mà thôi. Bài này hơi dài đúng không? Đó, và chúng ta phải đọc hết thì chúng ta mới điền được từ nào. Phần này có 6 từ để chúng ta điền tương ứng với 6 điểm, đúng không? Rồi, chúng ta coi thử. Mọi người, đúng không? Everybody, mọi người. Đó, mọi người như thế nào đây? Mọi người đều thích cái cảm giác, được chưa? Là chúng ta như thế nào đây? He or she is special.
đều muốn có cảm giác là chúng ta rất là đặc biệt. Tức là hồi nhỏ chúng ta đều mong muốn là nổi tiếng đó, đúng không? Đặc biệt tức là nổi tiếng đó, đó. Ai cũng thích cái cảm giác là nổi tiếng, đặc biệt, được chưa? Đó, đáng buồn thay, được chưa? Nhiều người trong chúng ta lớn lên và tin rằng chúng ta chẳng có cái gì đặc biệt cả, đúng không? Đó, đáng buồn thay là chúng ta tự nhìn thấy bản thân chúng ta là chúng ta chẳng có cái gì cả. Đó, được chưa? Rồi, câu tiếp theo. Đó, chúng ta đều ước rằng chúng ta có thể như thế nào đây? More attractive, hấp dẫn hơn, better, giỏi hơn, à, trong cái vấn đề thể thao chẳng hạn, được chưa? Đó, chúng ta ước mình có nhiều tiền hoặc là mặc những bộ trang phục đẹp hơn, được chưa? Đó, tôi cứ đi hết rồi nha, xong rồi chúng ta sẽ chọn sau. Theo như như là bạn tên là Tin Man, biết chúng ta đã xem cái bộ phim này chưa nhỉ? Chúng ta có một bộ phim đó, như là bạn Tin Man nè, Bù Nhìn nè, đó, được chưa? Rồi, hoặc là cái gì đây, Sư Tử Hèn Nhát đó, ở trong cái bộ truyện là Phù Thủy Sứ Oz đó, chúng ta có coi cái này chưa? Đó, như là những bạn này đó, được chưa? Chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta không đủ tốt, không có tốt như là chúng ta có. Nhiều khi chúng ta sẽ thấy đó, chúng ta học rất là giỏi, nhiều người ước ao muốn được như chúng ta, nhưng bản thân chúng ta lại không muốn gì. 25 Hải Uyên ơi, đây cô lên lại cho. Đây, 25 là on đâu đó Uyên ơi. 25 là on đâu nha Uyên ơi. Rồi bạn Hương, cô thấy bạn Hương có câu trả lời cho cô 27 là more. 27 là more, chúng ta coi thử. Ước chúng ta có nhiều tiền hơn hoặc quần áo đẹp hơn, thì chúng ta sẽ thấy chỗ này chúng ta có cái gợi ý cho chúng ta đây, nicer, so sánh hơn, đúng không? Vậy chỗ này chúng ta cũng phải sử dụng cho cô một cái so sánh hơn. Money là danh từ, vậy là nhiều tiền hơn là more money. Đó, không vấn đề gì hết, được chưa? Rồi, đó, chúng ta đều nghĩ là chúng ta không có tốt như vậy, đúng không? Đã không đủ tốt như vốn chúng ta có. Trong bộ phim, in the film, trong bộ phim thì người tên là Tin Man này nè, người chưa là người thiết này nè, ước mình có một trái tim. Đó, chúng ta coi bộ phim này chúng ta sẽ thấy, được chưa? Ước rằng mình có một trái tim, được chưa? Đó, còn Bù Nhìn, Scarecrow là Bù Nhìn, thì là ước rằng mình có một bộ não. Bù Nhìn mà, đúng không? Ước rằng mình có một bộ não. Còn Sư Tử thì lại muốn trở nên can đảm hơn, được chưa nào? Đó, cuối cùng mỗi người trong số họ đã nhận ra rằng, đúng không, anh ta đã có những gì mà anh ta muốn, được chưa? Thì số 28 thu chọn là realize that, chính xác, nhận ra rằng. Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng sau này là một mệnh đề. He là chủ ngữ, has là động từ, được chưa? Đây gọi là clause, tức là một mệnh đề. Vậy sau một mệnh đề, chỗ này chúng ta điền được thích hợp nhất là từ that, realize that, nhận ra rằng. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Gần như, nearly, gần như tất cả các bậc cha mẹ đều muốn chúng ta trở thành best we can be, trở thành người tốt nhất có thể, đúng không? Điều tốt nhất có thể. Đó, đôi khi đúng không, họ khuyến khích chúng ta làm tốt hơn bằng cách là so sánh chúng ta với những người khác đó, hay so sánh chúng ta với con nhà người ta, đúng không? Đó, đúng không? Chúng ta đi học về khoe mẹ được 9 điểm, mẹ kêu úi con nhỏ hàng xóm được 10 điểm vậy đó, thì khuyến khích chúng ta bằng cách là sẽ so sánh chúng ta với người khác, đúng không nào? Đó, họ có ý tốt, họ tức là ba mẹ chúng ta đó, đúng không? Họ có ý tốt, they mean well, đó, họ có ý tốt. Chúng ta chú ý là họ có ý tốt, được chưa? Nhưng thông điệp mà chúng ta nhận được là chúng ta chưa đủ tốt. Khi chúng ta nghe ba mẹ so sánh, chúng ta cảm thấy buồn, đúng không? Vì chúng ta nghĩ là ba mẹ thấy chúng ta chưa được gì cả, đúng không nào? Đó, tiếp theo, chúng ta bắt đầu tin rằng cách duy nhất để chúng ta trở nên đặc biệt là trở nên tốt hơn người khác, giỏi hơn người khác. Đó, vì ba mẹ có sự so sánh như vậy nên chúng ta nghĩ rằng cách duy nhất chúng ta làm chỉ có thể là giỏi hơn người khác mà thôi, đúng không nào? Nhưng chúng ta thường xuyên bị thất vọng. Rồi bây giờ số 29, trước mắt số 29, chúng ta sẽ điền vào từ chỗ này đây. 29 điền không khó. Rồi có thể thu chọn của từ the, chính xác. Chúng ta có từ best chỗ này, đúng không? Best chỗ này là so sánh nhất. Mà so sánh nhất thì chúng ta thấy the,
best, không có gì bàn cãi chỗ này, đúng không nào? Đó, nó có dấu hiệu cho chúng ta điền hết, chỉ là cái bài dài mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy trời ơi dài quá, chúng ta muốn xỉu, mà thực tế là chúng ta nhìn vào dấu hiệu nhận biết chúng ta cũng có thể làm được, vấn đề nhiều khi chúng ta không cần hiểu bài là gì, đúng không? Rồi tiếp theo, sẽ luôn có ai đó ngoài kia, there will always be somebody out, sẽ luôn có ai đó ngoài kia giỏi hơn chúng ta ở một lĩnh vực nào đó, đó là điều đương nhiên, đúng không nào? Đó, lĩnh vực nào đó, được chưa? Có rất là nhiều người xung quanh đó có thể không thông minh như chúng ta nhưng lại giỏi thể thao hơn chúng ta chẳng hạn, đó là người này giỏi cái này, người kia giỏi cái kia là chuyện rất là bình thường, như bạn này giỏi toán, bạn kia giỏi văn, bạn kia giỏi ngoại ngữ, chuyện rất là bình thường, đúng không? Vậy thì số 30 chúng ta thấy chỗ này nên đi vào chỗ nào? Số 30 tụi em đã tìm được từ nào chưa? Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy ngay số 30 chúng ta có một cái modal verb, đúng không? Động từ khuyến khích là may, not be, và chúng ta có động từ ở đây. Và trước số 30 này chúng ta sẽ thiếu cái gì đây? Thiếu chủ ngữ, đúng không nào? Thiếu chủ ngữ. Mà lần trước này chúng ta đã thấy chúng ta có people around. Đó, tại chỗ này muốn có được chủ ngữ thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được cái gì đây? People around us hả? There are a lot of people around us hả? Chúng ta sẽ nhìn thấy chỗ này là có a rồi mà, there are a lot of rồi. Nó lại có một cái chủ ngữ ở đây rồi. Nếu mà chúng ta chọn there are a lot of people around us, vậy thì chủ ngữ của may not be là cái gì? Rồi bạn Thu chọn là who, ok, chính xác. Chúng ta phải sử dụng cái gì đây? Một mệnh đề quan hệ ngay chỗ này. Chúng ta chọn who cũng được, hoặc là chúng ta chọn that cũng được. Chưa? Có rất là nhiều người, people around, xung quanh, đúng không? Mà người đó who hoặc là that may not be. Thấy chưa? Đó. Rồi, tiếp theo. Đây, all day mấy, họ có thể không đẹp trai bằng nhưng họ có nhiều tiền hơn chúng ta chẳng hạn. Được chưa? Đó, không đẹp trai bằng chúng ta nhưng lại nhiều tiền hơn chúng ta. Đó, được chưa? Rồi, thật không thể tưởng tượng rằng, được chưa? Is unthinkable, không thể tưởng tượng rằng, tưởng nổi, xin lỗi, thật không thể tưởng tượng nổi rằng khi chúng ta luôn như thế nào đây, giỏi hơn đó với những người khác, đó giống như là người thiết nè, được chưa, bù nhìn nè, sư tử hèn nhát nè, chúng ta đều cần thứ gì đó, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, được chưa? Rồi luôn chọn cho cô chỗ này là đen, chính xác, better đen, không có gì bàn cãi ngay chỗ này hết, đúng không nào? Đó, so sánh, so sánh hơn, sử dụng đen, được chưa? Đó, what we don't understand, được chưa? Những gì chúng ta không hiểu là chúng ta thường đã có sẵn những cái đó bên trong chúng ta rồi, đúng không? Những gì mình thứ chúng ta đang tìm kiếm có sẵn bên trong rồi. Cha mẹ của chúng ta thường quên nói với chúng ta rằng chúng ta rất đặc biệt, rằng chúng ta đủ tốt như chúng ta đang có. Có lẽ không ai nói với họ khi họ lớn lên, được chưa? Hoặc họ đã quên rồi, được chưa? Dù bằng cách nào, đôi khi chúng ta phải nhắc nhở rằng mỗi chúng ta theo cách riêng của mình đều đặc biệt. Những gì chúng ta có là đủ rồi, đúng không? Những gì chúng ta có là đủ rồi. Đó. Vậy thì số 32 chúng ta chọn cho cô là cái gì đây? 32 luôn chọn cho cô là the special hả? Chúng ta nhìn vào số 32 chúng ta sẽ thấy. Rồi chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy đây, it's up to us, đúng không? Đó. Rồi, dù bằng cách nào, either way, dù bằng cách nào, đôi khi chúng ta phải nhắc nhở họ rằng, remind them sometime that. Rồi, nguyên một cụm đầu tiên có gì hết. Nhắc nhở họ rằng, rằng cái gì? Nó giống như cái ở trên đó, tụi em thấy không? Realize that, sau that sẽ là một mệnh đề. Đó, chúng ta nhìn nhớ lại câu ở trên chỗ này chưa? Realize that, nhận ra rằng, đó, đây là một mệnh đề. Mệnh đề là gì? Có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Vậy chỗ này chúng ta có sometime that. Đó, là sau đây, sau đó này cũng phải là một mệnh đề, đúng không? Vậy chúng ta có each of us, in our way, each of us, chỗ này sẽ là chủ ngữ, được chưa? Special là tính từ. Vậy muốn có một mệnh đề chúng ta thiếu gì đây? Thiếu cái gì chỗ này đây? Thiếu động từ. Cô lại nhận được Thu trả lời cho cô là is. Chính xác, chỗ này sẽ là is each. Chúng ta nhìn thấy cho cô là từ each, đúng không? Each of us, each, mỗi chúng ta là số ít, thành ra chỗ này phải chọn cho cô là is special. Is là gì?
special là tính từ, ta phải sử dụng là is. Nhiều bạn ghi ở này, tụi em thường hay ghi là a. Đó, tụi phải ghi là a vì tụi em bị is us, us là số nhiều. Nhưng mà chỗ này nó nhìn theo là nó sẽ nhìn theo cái gì đây? Là nó nhìn theo cái từ each cơ. Đó, nhìn theo từ này cơ. Đó, chỗ này phải chọn cho cô là is. Được chưa? Những gì chúng ta có là đủ rồi. Chúng ta không cần phải so sánh với mọi người đúng không? Đó, phải chia động từ ra. Còn to be là sai. Thì nó giống như cái phía trên á, sau that phải là một mệnh đề. Được chưa? Đó, mệnh đề là gì? Là chúng ta có chủ ngữ, có động từ. Đó, có tân ngữ sẽ tạo thành một mệnh đề. Được chưa? Thầy nói chỗ này chúng ta thấy chủ ngữ có chưa? Rồi, chủ ngữ có rồi. Là it or us, đúng không? Tiếp theo chúng ta thấy chúng ta có tính từ chỗ này. Đúng không? Đó. Vậy chúng ta còn thiếu là gì? Đây là một động từ. Đây. Được chưa? Rồi. Và chúng ta đã nhìn thấy cái từ gì đây? Từ the end. Rồi. Chúng ta đã kết thúc xong cái phần ôn tập của reading. Được chưa nào? Cô ơi cho em hỏi đáp án câu 16, 17, 20. 16, 17, 20. 16, 17, 20. Cô lướt lên đã. Đây. 16, 17. 16 là B. 17 là A. Đúng không? 20 là H. Đó. Và chúng ta thấy ta đã kết thúc xong cái phần ôn tập của reading rồi. Được chưa? Vậy là chúng ta đã xong được hai kỹ năng là kỹ năng nghe và kỹ năng đọc. Đó. Như cô nói đó là tuần sau chúng ta chỉ còn lại hai kỹ năng còn lại nữa thôi. Được chưa? Là kỹ năng viết và kỹ năng nói. Thì tuần sau lớp của chúng ta học kỹ năng viết và kỹ năng nói sẽ vào ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm. Chúng ta nhớ nha, thứ tư không học. Đó, thứ hai, thứ ba và thứ năm là chúng ta, thứ năm là chúng ta kết thúc luôn lớp ôn tập bậc 3/6 của chúng ta luôn rồi đó. Được chưa? Và chúng ta ở nhà chúng ta chờ thông báo khi nào thi thì chúng ta đi làm thủ tục dự thi thôi. Đó. Rồi Minh Ngọc là câu 1 với đến câu 5 hả? Câu 1 với câu 5 là tích ở phía trên. Rồi, chúng ta còn hỏi gì nữa không? Không thì chúng ta nhớ thời lịch học tuần sau cho cô, được chưa? Đó, lịch học tuần sau cho cô là thứ 2, thứ 3 và thứ 5. Rồi câu 1 nè, Ngọc ơi, câu 1 là câu A. Được chưa? Câu 2 là câu C. Câu 3 là câu A. Đó. Câu 4 là câu C. Và câu 5. Câu 5 là câu A. Không Sang ơi, thi ngày nào, nó thứ nhất là nhà trường sẽ đăng trên trang web của nhà trường nè. Thứ hai là sẽ đăng trên Facebook nè. Thứ ba là đăng trên trang web của trung tâm và cũng sẽ chuyển về các khoa nha. Và các khoa cũng sẽ thông báo ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho chúng ta nha. Cô không biết luôn đó Uyên ơi, tại vì hiện tại là cô phải chờ khi nào nhà trường cho phép chúng ta tập trung trở lại thì mới thi được Uyên. Chứ hiện tại là các có nhiều khoa là vẫn chưa thi được, cả học kỳ 2 vừa rồi chưa thi được nữa. Dạy trong hè, học kỳ hè cũng còn chưa thi được nữa mà. Và đó khi nào nhà trường cho chúng ta tập trung lại thì mới thi được á. Nên cô không có biết được là ngày nào. Rồi chúng ta không thắc mắc gì hết thì chúng ta coi như là chúng ta sẽ... Trang web của nhà trường là dlu.edu.vn đó Sang ơi. Nó sẽ đăng công khai trên cái trang chủ của nhà trường luôn đó em. Tại vì đó nó liên quan đến nó gọi là cái gì, thi đầu ra của chúng ta, nên tất cả các trang thông tin của nhà trường, trang Facebook rồi này nọ là sẽ đăng hết. Tất cả những trang Facebook của trường đại học Đà Lạt này nọ cũng sẽ đăng hết luôn á Sang ơi. Em cứ yên tâm là em sẽ thấy là nó đăng tùm lum, nó đăng nhiều đến cái mức độ mà em đọc hoài em chán luôn á. Đăng nhiều lắm nên cứ yên tâm điều đó, là em sẽ không có bị lo là không thấy gì đâu. Được chưa? Rồi. Tuần sau có thể gặp lại chúng ta vào buổi speaking.